Ninh Dũng là một tồn tại đặc biệt, anh không phải người thường, hắn có một linh hồn bất tử, nhưng thân xác của anh sẽ dần dần suy yếu, anh cũng có thể xem như chết đi, linh hồn sẽ chuyển kiếp bằng cách trú vào một thân xác khác. Nhờ có tiên đan của nữ oa, anh sống hơn 5.000 năm, từng là sư phụ của thần y Hoa Đà, từng là kiếm khách dạy dỗ Hạng Vũ. Lần này, vẫn như thường lệ, anh chờ linh hồn mình tìm một thân xác mới, thuận lợi chuyển kiếp, nhưng không ngờ được, anh tới thế giới hiện đại, còn trở thành một kẻ ở rể. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Ninh Dũng bừng tỉnh. Ninh Dũng mở mắt, nhận ra mình đang ở trong căn phòng trọ u tối. Không gian căn phòng nhỏ hẹp, chẳng được nổi 10 mét vuông. Ngoài chiếc giường sắt và chiếc bàn gỗ sơn đỏ ra, thì chẳng có đồ trang trí nào khác. Nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mặt, Đinh Dũng lại không hề thấy bất ngờ. Vì trước khi chết, anh đã chuẩn bị trước tâm lý. Chỉ có điều ký ức trong đầu vẫn hơi rối loạn, Đinh Dũng vẫn chưa biết thân phận của cơ thể mình vừa chuyển kiếp này. Đúng vậy, Đinh Dũng đã chiếm lấy cơ thể này, hoặc cũng có thể nói là cướp xác. Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 1. Dầm, dầm, dầm. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Ninh Dũng bừng tỉnh. Ninh Dũng mở mắt, nhận ra mình đang ở trong căn phòng trọ u tối. Không gian căn phòng nhỏ hẹp, chẳng được nổi 10 mét vuông. Ngoài chiếc giường sắt và chiếc bàn gỗ sơn đỏ ra, thì chẳng có đồ trang trí nào khác. Nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mặt, Ninh Dũng lại không hề thấy bất ngờ. Vì trước khi chết, anh đã chuẩn bị trước tâm lý. Chỉ có điều ký ức trong đầu vẫn hơi rối loạn, Đinh Dũng vẫn chưa biết thân phận của cơ thể mình vừa chuyển kiếp này. Đúng vậy, Đinh Dũng đã chiếm lấy cơ thể này, hoặc cũng có thể nói là cướp xác. Đinh Dũng đã không còn nhớ rõ, đây là cơ thể thứ mấy trăm mà anh cướp xác rồi. Từ hơn 5.000 năm trước, sau khi ăn tiên đan do nữ oa luyện, Đinh Dũng đã trở thành một con quái vật. Một con quái vật linh hồn không bao giờ mục nát. Khác với việc người khác có thể cùng lúc bất tử cả về thể xác lẫn linh hồn, Đinh Dũng có thể trường sinh và chỉ có linh hồn mới có thể trường sinh, thể xác anh rất dễ bị hư thối. Nên cứ cách mấy chục năm, linh hồn của Đinh Dũng lại chuyển kiếp một lần, mỗi lần chuyển kiếp, chỉ cần cướp xác một cơ thể. Từ người bình thường, cho tới hoàng đế. Người đã từng bị Đinh Dũng cướp xác nhiều không đếm xuể. Hơn 5.000 năm qua, Đinh Dũng đã đổi mấy trăm loại thân phận. Thậm chí trong dòng chảy lịch sử, đều có thể thấy được bóng dáng của Đinh Dũng. Ân sư truyền thụ y thuật của thần y Hoa Đà, kiếm khách thần bí dạy kiếm pháp cho Hạng Vũ, hoàng đế ngự trị khắp nơi. Thân phận mà Đinh Dũng từng đổi, nhiều đến mức anh cũng chẳng đếm được hết. Rầm, lại có tiếng gõ cửa nặng nề vang lên. Có vẻ không muốn cho Đinh Dũng quá nhiều thời gian để hồi tưởng, người bên ngoài đã bắt đầu đạp cửa. Đinh Dũng, mở cửa cho ông. Mày còn không mở cửa ông mày đập chết mày. Đinh Dũng chẳng bận tâm tới sự uy hiếp của người bên ngoài cánh cửa, thứ Đinh Dũng hứng thú đó là chủ nhân của thân thể này vậy mà lại cùng tên với anh, trong suốt những năm tháng cướp xác của anh, đây là trường hợp đầu tiên. Nhưng tên, Đinh Dũng, này rõ ràng là sống không ra làm sao, bị người khác đến tận cửa nhà uy hiếp rồi. Đinh Dũng thong thả mặc quần áo, bước xuống giường, khập khiễng đi về phía cửa. Chân khập khiễng không phải vì chân Đinh Dũng ban đầu bị què mà là di chứng tạm thời sau mỗi lần cướp xác, linh hồn già cỗi không thể điều khiến được cơ thể mới trong thời gian ngắn, cũng như một đứa trẻ sơ sinh không biết nói biết đi vậy, Đinh Dũng cần thời gian để làm quen với cơ thể này. Đinh Dũng mở cửa, phát hiện ngoài cửa có ba thanh niên tóc tai loè loẹt đang đứng, người cầm đầu là một gã thanh niên tóc đỏ, đang nhìn mình với vẻ mặt bất thiện. Không cho Đinh Dũng cơ hội lên tiếng. Gã thanh niên tóc đỏ giơ tay ra, túm luôn cổ áo Đinh Dũng, kéo Đinh Dũng đến trước mặt hắn, mẹ mày, thằng vô dụng, tưởng trốn ở chỗ rách nát này thì bố mày không tìm được mày à. Sức của gã thanh niên tóc đỏ không mạnh lắm, nhưng Đinh Dũng vừa mới cướp xác được lại không có chút khả năng phản kháng nào, chỉ có thể để mặc hắn bắt nạt. Sau đó gã thanh niên tóc đỏ đẩy mạnh một cái, Đinh Dũng loạng choạng, ngã sóng xoài trên sàn. Đinh Dũng nằm trên đất. Cảm nhận đau đớn bỏng rát từ sau lưng, cau mày, cơ thể mới này cũng yếu ớt thật đấy. Có thể nói là cơ thể yếu ớt nhất trong những cơ thể mà anh đã cướp được bao năm qua. Phụt, gã thanh niên tóc đỏ nhìn Đinh Dũng khinh thường, nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Đinh Dũng, bố mày cho mày hai lựa chọn, hoặc là hôm nay mày trả tiền cho tao,
hoặc là để vợ mày ngủ với tao một tháng, gã thanh niên tóc đỏ hung dữ nói. Vợ, mình, còn có vợ ư? Đinh Dũng ngơ ngẩn, cảm giác van ký ức dường như đang mở ra một chút. Trong ấn tượng, mình, ban đầu đúng là có một người vợ đẹp như hoa như ngọc, hơn nữa người vợ này còn là hoa khôi thời đại học của mình, là người tình trong mộng của vô số nam sinh. Thậm chí gã thanh niên tóc đỏ ở trước mặt này cũng là một trong số vô vàn người mến mộ vợ mình. Nhìn vẻ dâm ô không hề che giấu trong mắt hắn ta, bỗng nhiên, Đinh Dũng vỡ ra nhiều điều. Nếu anh không đoán sai thì việc nợ tiền, từ đầu chí cuối đều là cái bẫy của gã thanh niên tóc đỏ này, mục tiêu là người vợ như hoa như ngọc của anh. Tao nợ mày bao nhiêu tiền, Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng. Gã thanh niên tóc đỏ ngẩn người, thằng ăn hại này chẳng lẽ có bản lĩnh trả tiền sao? 1 triệu, gã thanh niên tóc đỏ nói một con số, sau khi nói xong thì có vẻ cảm thấy không ổn, hắn lại lắc đầu, nói, không, tao nhớ nhầm, là 1,5 triệu, thêm cả lãi nữa. Đinh Dũng khẽ gật đầu, phản ứng của gã thanh niên tóc đỏ đã nói cho anh biết, nợ tiền là giả, để ý vợ anh mới là thật, hôm nay dù Đinh Dũng có thể lấy ra 1,5 triệu thật, thì gã thanh niên tóc đỏ có lẽ cũng sẽ không bỏ qua. Thấy Đinh Dũng không nói gì, gã thanh niên tóc đỏ bật cười như đã đạt được mục đích, nói, Đinh Dũng, 1,5 triệu đấy, một thằng ở rể như mày trả không nổi đâu. Mày chỉ cần làm như tao nói, dẫn vợ mày ra, sau đó giao cho tao, thì tao có thể xóa món nợ 1,5 triệu cho mày, thậm chí, tao còn có thể cho thêm mày 500,000, để mày đi cứu em gái mày không sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ mày định trơ mắt nhìn nó chết à? Gã thanh niên tóc đỏ còn chưa nói xong, Đinh Dũng đã cảm thấy não mình nổ tung như bị sét đánh, ký ức tràn về như nước lũ. Em gái. Đinh Dũng ngẩng đầu lên, biểu cảm rối rắm, vừa lúc nãy thôi, anh đã lấy được quyền khống chế cơ thể này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ vì, mình, ban đầu nghe được tin tức về em gái. Em gái, là người mà, mình, ban đầu dù linh hồn đã tiêu tán, cũng phải bảo vệ. Đinh Dũng thở dài, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, em gái quan trọng với, mình, thế nào. Em gái tao làm sao, Đinh Dũng lạnh lùng nhìn gã thanh niên tóc đỏ một cái, sau khi tiếp nhận ký ức trong đầu, Đinh Dũng đã biết, gã thanh niên tóc đỏ trước mặt này là Lưu An, bố hắn là xếp tổng của một khu giải trí thành phố Kim Châu, rất có tiếng trong giới giang hồ. Ỷ vào danh tiếng của bố mình, Lưu An đã làm rất nhiều việc để uy hiếp Đinh Dũng, Lưu An thậm chí còn từng chạy đến bệnh viện, rút ống thở thứ mà Đinh Tuyết, em gái Đinh Dũng dựa vào để sinh tồn, lần đó Đinh Tuyết suýt thì mất mạng. Đinh Dũng ban đầu tâm tính nhu nhược, không dám trả thù Lưu An, nhưng anh ấy hiểu rằng, Lưu An để ý vợ mình, không đạt được thì sẽ không buông tay, việc thông qua Đinh Tuyết để uy hiếp anh sớm muộn gì cũng sẽ lặp lại. Nên anh ấy nghĩ ra một cách, đó chính là tự sát, dùng cái chết của mình để bảo vệ Đinh Tuyết. Đinh Dũng ban đầu đương nhiên là đã thành công rồi, nếu không thì cũng sẽ không có Đinh Dũng của hiện tại. Nhưng việc này khiến tâm trạng Đinh Dũng rất nặng nề. Anh từng cướp xác rất nhiều cơ thể, nhưng chưa bao giờ có cơ thể nào tự sát vì bảo vệ người khác. Đinh Dũng cảm giác trách nhiệm trên vai mình rất nặng nề, anh không thể có lỗi với mình, ban đầu được. Người mà cậu không bảo vệ được, thì để tôi bảo vệ thay cậu đi, khoảnh khắc này, Đinh Dũng âm thầm thề trong lòng, coi Đinh Tuyết là vảy ngược của mình, ai chạm vào sẽ phải chết. Em gái mày còn có thể làm sao, thì vẫn ngắc ngoài thế thôi. Lưu An hoàn toàn không để ý ánh mắt lạnh như băng của Đinh Dũng, biểu cảm gương mặt hắn vẫn dâm ô như cũ, nhưng mà Đinh Dũng này, tao cảm giác em gái mày cũng xinh xắn lắm, không kém vợ mày mấy đâu. Hay là hôm nào mày đón nó về, cho tao sung sướng một lần, dù sao nó sớm muộn gì cũng chết, trước khi chết mà chưa nếm được vị đàn ông, thì chẳng phải là quá đáng. Chữ tiếc, còn chưa nói xong, cổ Lưu An đã bị một bàn tay to lớn kẹp chặt. Đinh Dũng nhấc Lưu An lên như sách của một con gà con. Thả, Lưu An hoảng sợ, gương mặt xám xịt như màu gan heo, Đinh Dũng vẫn luôn nhát gát, nhu nhược thế mà dám ra tay với hắn. Sợ hãi hơn Lưu An là hai thằng đàn em của Lưu An, bọn chúng trơ mắt nhìn Đinh Dũng mặt không cảm xúc dùng một tay nhấc Lưu An, một người sống nặng hơn 75 cân lên cao, việc này cần sức mạnh khủng khiếp thế nào chứ? Buông, buông anh Lưu ra. Sợ hãi qua đi. Hai tên kia ngay lập tức hoàn hồn, Lưu Thiên Kim có mỗi đứa con trai Lưu An này thôi, Lưu An nếu có mệnh hệ gì thì Lưu Thiên Kim chắc chắn sẽ lột da bọn chúng mất. Buông ra,
Đinh Dũng lạnh lùng nhìn Lưu An một cái, Lưu An có ý đồ với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được có ý đồ với Đinh Tuyết. Thấy Đinh Dũng không định buông tay, hai thằng đàn em của Lưu An vội vàng rút dao bấm ra, vẻ mặt dữ dằn, lao lên kìm kẹp Đinh Dũng. Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, vứt Lưu An xuống đất như vứt rác, sau đó bước về phía trước một bước, hai thằng đàn em của Lưu An chỉ thấy trong chớp mắt, con dao bấm trong tay đã rơi vào tay Đinh Dũng. Tay không cướp dao. Hai tên cùng hít sâu một hơi, thoáng cái đã sợ hãi đến nhũn cả chân. Chúng bình thường cũng chỉ đánh đấm lung tung, chơi đùa với bọn lưu manh đầu đường xó chợ tép diêu, làm gì gặp người dữ dằn thế này. Cả thế giới ngầm của thành phố Kim Châu, người có thể tay không cướp dao, đếm không quá năm đầu ngón tay, nhưng mấy người đó, ai cũng là ông trùm tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Kim Châu. Đinh Dũng ở trước mặt này chẳng qua chỉ là một thằng đi ở rể vô dụng mà ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ, sao hắn có thể làm được chứ? Hai tên gào thét điên cuồng trong lòng, nhưng chúng vĩnh viễn cũng không biết được, với một con quái vật già đã sống hơn 5.000 năm, việc vận dụng sức mạnh quá là điều bình thường. Thấy Đinh Dũng chậm rãi đi tới, phản ứng đầu tiên của hai tên này là bỏ chạy, còn về chủ nhân Lưu An, ra sao thì ra, mạng mình là quan trọng nhất. Nhưng Đinh Dũng không cho hai tên đó cơ hội, bọn chúng còn chưa nhấc chân thì hai con dao đã rạch không khí, đâm vào đùi chúng. Bọn chúng thét lên một tiếng, cùng ôm đùi ngã xuống đất. Mọi việc nói thì chậm nhưng thực tế từ lúc hai tên ra tay đến lúc ngã cũng chỉ chưa tới 3 giây. Lưu An nằm trên đất thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đinh Dũng đã đi đến trước mặt hắn. Trong ánh mắt sợ hãi tột độ của Lưu An, Đinh Dũng nhấc chân lên. Lạnh lùng dẫm lên đúng quần của Lưu An. Rắc, tiếng bi vỡ rõ ràng vô cùng, nỗi đau như bị xé toạc cơ thể khiến trán Lưu An nổi đầy gân xanh, kêu gào như lợn bị chọc tiết. Mày nên thấy may mắn vì Tuyết Nhi không sao, nếu không hôm nay tao sẽ giết sạch nhà họ Lưu bọn mày, Đinh Dũng lạnh lùng hừ một tiếng, làm hỏng cái đó của Lưu An, chỉ là lấy chút lãi thôi, thực ra với tính cách vốn có của Đinh Dũng, Lưu An dám làm việc đó với Đinh Tuyết. Thì sống không bằng chết vẫn còn nhẹ chán. Hai thằng đàn em đang nằm trên đất của Lưu An vốn tưởng mình đã thê thảm lắm rồi, nhưng sau khi thấy cảnh này thì đột nhiên lại cảm giác may mắn vô hạn. So với Lưu An, thì bọn chúng đã được coi là may mắn rồi. Với kẻ háo sắc như Lưu An mà nói, nỗi đau khi, bị người ta dẫm nát còn đáng sợ hơn giết hắn gấp trăm ngàn lần. Sau khi ra khỏi căn nhà thuê đó, Đinh Dũng vẫn bình tĩnh như thường. Từ ký ức của Đinh Dũng biết được rằng em gái Đinh Tuyết mắc một căn bệnh rất kỳ lạ, rất nhiều bệnh viện đều bó tay, chỉ có thể dựa vào truyền dịch dinh dưỡng đắt đỏ để duy trì mạng sống. Nhưng bố mẹ mất sớm không để lại tài sản gì nhiều cho Đinh Dũng vốn chẳng thể nào gánh vác được tiền viện phí đắt đỏ. Cho đến tận một năm trước, Hàn Phương Nhiên ốm nặng, cơ hội mới xuất hiện. Khi ấy tính mạng Hàn Phương Nhiên ngàn cân treo sợi tóc, bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng trong nước cũng đều bó tay. Sau đó, có một đạo sĩ già ở núi Long Hổ nói, mệnh của Hàn Phương Nhiên phạm sát tinh, phải tìm một người có bát tự hợp với cô ấy để kết hôn, mượn hỷ trừ sát thì mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhà họ Hàn tin là thật, treo thưởng công khai 1 triệu tệ cho người có bát tự hợp với Hàn Phương Nhiên ở Kim Châu. Đinh Dũng nhận ra bát tự của mình hoàn toàn hợp với Hàn Phương Nhiên. Để có 1 triệu tệ duy trì mạng sống cho Đinh Tuyết, Đinh Dũng đã cưới Hàn Phương Nhiên và ở rể nhà họ Hàn. Kể cũng lạ, sau khi Đinh Dũng kết hôn với Hàn Phương Nhiên, bệnh của cô ấy tự nhiên lại khỏi. Nhưng nhà họ Hàn gia nghiệp đồ sộ, ở Kim Châu cũng phải thuộc hạng những nhà giàu có nhất. Dù sao Đinh Dũng cũng chỉ là chàng rể chẳng có máu mặt gì, đương nhiên nhà họ Hàn sẽ không để anh ấy nhúng tay vào sản nghiệp công ty. Thậm chí sau khi biết Đinh Dũng lén lấy tiền của nhà họ để cứu Đinh Tuyết thì nhà họ Hàn cắt hết nguồn tài chính của Đinh Dũng. Khi Đinh Dũng rơi vào bước đường cùng thì Lưu An bất lương xuất hiện, dẫn Đinh Dũng đi đánh bạc. Đầu tiên để Đinh Dũng thắng được một ít tiền, sau đó thì gài bẫy, chưa đầy một tháng, Đinh Dũng đã thua gần 1 triệu tệ. Bấy giờ Đinh Dũng mới biết mình bị Lưu An lừa cho vào chồng, nhưng lúc đó đã quá muộn. Đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, điều duy nhất Đinh Dũng nghĩ đến là tự sát. Hy vọng sau khi chết đi, nhà họ Hàn có thể nể mặt anh ấy mà cứu Đinh Tuyết. Nhưng phải nói rằng suy nghĩ của Đinh Dũng vô cùng ấu trĩ. Với kinh nghiệm của Đinh Dũng bây giờ, một người đã sống hơn 5.000 năm cuộc đời thì cái kiểu danh gia vọng tộc coi lợi ích lên đầu như nhà họ Hàn sẽ không bao giờ vì người ngoài làm mà tổn hại lợi ích của mình.
cho dù là Đinh Tuyết có chết trước mặt bọn họ thì bọn họ cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng càng sốt ruột. Đã 15 ngày anh không đến bệnh viện, rất có thể Đinh Tuyết đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện rồi cũng nên. Mà với tình trạng bệnh tật của Đinh Tuyết, một khi bị đuổi ra khỏi viện thì e là cô chỉ có chết. Đinh Dũng lòng như lửa đốt chạy đến bệnh viện, khi đến cửa phòng bệnh của Đinh Tuyết thì thấy trong phòng bệnh chật cứng người. Lòng Đinh Dũng dâng lên một dự cảm không lành. Đinh Dũng vội vàng đẩy hai y tá đang đứng ở cửa, chạy tới giường bệnh. Nhận ra Đinh Tuyết nằm trên giường vẫn còn thở thì Đinh Dũng mới thở phào một hơi. Chỉ cần còn thở là vẫn cứu được. Với tư cách là ân sư của Hoa Đà, Đinh Dũng tự tin như vậy. Y thuật của thầy lang mà anh ấy từng cướp xác, trong suốt dòng chảy lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ thì người này có thể xếp vào 10 người giỏi nhất. Đinh Dũng không chỉ kế thừa trọn vẹn chuyên môn của thầy lang ấy mà còn mất mấy nghìn năm để học tập và đổi mới. Đến nay, chuyên môn của Đinh Dũng đã hoàn toàn vượt xa thầy lang ấy. Đinh Dũng tin rằng, cho dù Đinh Tuyết có mắc bệnh nan y gì anh cũng có thể cứu được. Nếu ngay cả anh cũng hết cách thì số phận của Đinh Tuyết định sẵn không thể vượt qua kiếp nạn này. Đinh Dũng, khi Đinh Dũng đang nghĩ xem làm sao để chữa trị cho Đinh Tuyết thì nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên bên tai. Đinh Dũng quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đang lạnh lùng nhìn mình. Bà xã, Đinh Dũng vô thức gọi một tiếng. Người phụ nữ trước mặt mặc một bộ váy công sở màu be, dáng người cao ráo, gương mặt trái xoan, làn da mềm mại, trắng hồng rạng rỡ, khuôn mặt thanh tú như tiên nữ hạ phàm. Là một lão quái vật già nua sống hơn 5.000 năm, Đinh Dũng đã từng gặp vô số tuyệt sắc trần gian nhưng lúc này anh cũng phải thừa nhận. Dung mạo của người phụ nữ có thể xếp vào khoảng 5 vị trí đầu trong số tất cả những người phụ nữ mà Đinh Dũng từng gặp. Nếu như ở thời cổ đại, người phụ nữ này chắc chắn sẽ là một kẻ hại nước hại dân. Đinh Dũng thầm cảm thán. Người phụ nữ hại nước hại dân này chính là Hàn Phương Nhiên, vợ của Đinh Dũng. Đinh Dũng bỗng nhiên gọi một tiếng bà xã khiến cho tất cả người trong phòng nhốn nháo, ánh mắt mọi người tập trung trên người chàng trai tuấn tú đang đeo gọng kính vàng, mặc áo blau trắng. Người đàn ông này gọi Hàn Phương Nhiên là bà xã, thế tiến sĩ giả là thế nào? Nhìn ánh mắt kỳ quái của mọi người, mặt giả dược kỳ bỗng biến sắc, tên vô dụng này sao lại quay lại? Lúc này, tất cả những bác sĩ khác ở trong phòng đều không biết Hàn Phương Nhiên là phụ nữ đã có chồng. Bọn họ chỉ biết là mấy hôm nay, giả dược kỳ luôn tỏ ra ân cần với Hàn Phương Nhiên, chạy ngược chạy xuôi giúp cô ấy, ngay cả con chó ở cửa bệnh viện cũng nhìn ra là giả dược kỳ muốn theo đuổi Hàn Phương Nhiên. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên Hàn Phương Nhiên lại mọc đâu ra một ông chồng. Tuy ông chồng này trông chẳng bắt mắt gì nhưng dù thế nào cũng là chồng người ta. Biết người ta có chồng rồi còn theo đuổi, nhân phẩm của giả dược kỳ đúng là có vấn đề. Phút chốc, tất cả bác sĩ trong phòng đều nhìn giả dược kỳ với ánh mắt coi thường. Vốn tưởng rằng giả dược kỳ tốt nghiệp học viện y dược Hoàng gia Ưng Quốc, nhân phẩm cũng sẽ xuất sắc như chuyên môn. Nhưng xem ra bây giờ không biết chuyên môn thế nào nhưng nhân phẩm thì coi như bỏ. Giả dược kỳ rất khó chịu, hắn vẫn biết là Hàn Phương Nhiên có chồng nhưng hắn cũng biết, gã chồng này của Hàn Phương Nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Ở nhà họ Hàn, địa vị của Đinh Dũng chẳng khác gì người ở. Kết hôn một năm nhưng chưa chạm vào Hàn Phương Nhiên lần nào. Vì thế giả dược kỳ chẳng thèm để ý tới Đinh Dũng, từ đầu tới cuối mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là ngủ với Hàn Phương Nhiên. Ngủ với vợ kẻ khác dù gì cũng không phải là một chuyện vẻ vang. Mấy ngày đầu, giả dược kỳ vẫn chưa tỏ ra thích Hàn Phương Nhiên, hắn sợ Đinh Dũng bỗng nhiên xuất hiện sẽ khiến hắn xấu mặt. Nhưng mấy ngày liền, cho dù Đinh Tuyết sắp chết rồi mà vẫn chẳng thấy Đinh Dũng xuất hiện, giả dược kỳ không thể nén nổi sự nóng vội trong lòng nên đã tỏ ý theo đuổi Hàn Phương Nhiên. Hắn cho rằng Đinh Dũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ai ngờ, hôm nay Đinh Dũng bỗng dưng xuất hiện. Hơn nữa vừa đến đã gọi Hàn Phương Nhiên là bà xã. Một tiếng bà xã thôi đã đẩy giả dược kỳ vào cảnh xấu hổ, cũng khiến hình tượng tài đức vẹn toàn mà hắn cất công xây dựng bấy lâu sụp đổ hoàn toàn. Đinh Dũng không hề biết rằng một câu bà xã này của mình đã hủy hoại hình tượng người đàn ông tốt của giả dược kỳ. Nhưng nếu anh biết, chưa biết chừng sẽ gọi thêm mấy câu nữa. Tiếng gọi bà xã của Đinh Dũng không chỉ khiến người khác chênh choáng mà ngay cả Hàn Phương Nhiên cũng sững sờ một lúc. Bởi trước kia, đừng nói là bà xã mà ngay cả tên của cô, Đinh Dũng cũng chả dám gọi. Trước mặt cô, Đinh Dũng luôn là kẻ yếu đuối, tự ti.
Điều này cũng khiến Hàn Phương Nhiên rất thất vọng. Cô vẫn luôn mong rằng người đàn ông của mình là một nam tử Hán đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng Đinh Dũng, đừng nói là đầu đội trời chân đạp đất, ngay cả người giúp việc nhà họ Hàn cũng coi thường anh. Vì thế Hàn Phương Nhiên rất ít khi nhắc tới Đinh Dũng trước mặt người ngoài. Cho dù là tới thăm Đinh Tuyết cũng nói là chị gái tới thăm em. Nhưng hôm nay Đinh Dũng lại dám gọi mình là bà xã trước mặt bao nhiêu người, hơn nữa lại vô cùng tự nhiên. Sao bỗng dưng anh ta lại bạo dạn thế? Hàn Phương Nhiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, giận thì vẫn phải giận. Đinh Dũng bỏ mặc Đinh Tuyết biến mất cả nửa tháng trời. Điều này khiến Hàn Phương Nhiên rất tức giận. Chút thiện cảm dành cho Đinh Dũng cũng hoàn toàn biến mất. Cô vốn tưởng Đinh Dũng dù có vô dụng nhu nhược thế nào, thì ít nhất với chuyện của Đinh Tuyết, anh ta vẫn là đàn ông. Nhưng bây giờ xem ra, khi gặp phải khó khăn, Đinh Dũng vẫn là kẻ vô dụng. Hàn Phương Nhiên nổi giận, anh vẫn còn mặt mũi gọi tôi là bà xã. Nửa tháng nay anh trốn đi đâu? Anh có biết Tuyết Nhi sắp không qua khỏi rồi không? Đồ vô dụng, đối mặt với khó khăn, ngoài việc bỏ trốn anh còn làm được gì hả? Hàn Phương Nhiên vô cùng giận dữ, cũng rất tủi thân, thậm chí còn có chút thất vọng. Đối mặt với lửa giận của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng không hề tức giận mà lại cảm thấy ấm áp. Kể từ khi gặp Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng đã hiểu rằng, thực ra ân nhân cứu mạng của Đinh Tuyết chính là Hàn Phương Nhiên. Đinh Dũng có thể tưởng tượng được, sau khi anh biến mất, chắc chắn để thay Đinh Dũng trả tiền thuốc thang, Hàn Phương Nhiên đã phải chịu đựng áp lực từ nhà họ Hàn. Viện phí đắt đỏ của Đinh Tuyết hay những bác sĩ này cũng là do Hàn Phương Nhiên mời tới. Người phụ nữ này đúng là khẩu xà tâm Phật, Đinh Dũng cảm thán, cũng không biết Đinh Dũng ban đầu kia chó ngáp phải ruồi kiểu gì mà lại gặp được người phụ nữ tốt thế này, đã xinh đẹp lại còn lương thiện. Bà xã, anh xin lỗi, nửa tháng nay anh đi tìm cách chữa bệnh cho Tuyết Nhi. Đinh Dũng nói dối, dù sao thì anh cũng không thể nói là Đinh Dũng thật ra đã chết. Người đứng trước mặt cô ấy bây giờ là một quái vật già nua sống hơn 5.000 năm được. Anh tìm được chưa? Hàn Phương Nhiên lạnh lùng hỏi. Cô ấy không hề tin lời mà Đinh Dũng nói. Mấy ngày nay, cô biết được bệnh của Đinh Tuyết là ca đầu tiên trong nước. Có thể nói là hầu như không có cơ hội chữa trị. Vì thế cô mới mời Giả Dược Kỳ từ nước ngoài về. Giả Dược Kỳ là tiến sĩ y học của Học viện Hoàng gia Ưng Quốc, có nghiên cứu chuyên sâu về chữa trị những căn bệnh phức tạp, hiếm gặp. Nếu ngay cả Giả Dược Kỳ cũng hết cách thì Đinh Tuyết chỉ có đường chết. Rồi, Đinh Dũng nhẹ nhàng gật đầu. Cách gì? Hàn Phương Nhiên tiếp tục hỏi. Cách mà thần y già đã truyền lại cho anh, đợi lát nữa anh điều trị cho Tuyết Nhi thì em sẽ biết, Đinh Dũng tiếp tục bình tĩnh nói dối. Đủ rồi, Hàn Phương Nhiên lạnh lùng quát, ngắt lời Đinh Dũng, anh khiến tôi rất thất vọng. Bệnh của Tuyết Nhi tôi biết rất rõ, trong nước không có ai có thể chữa được cho Tuyết Nhi cả. Tôi không biết vì sao anh lại lừa tôi, nhưng tôi không hy vọng, anh lấy tính mạng em gái mình ra làm trò đùa. Em không tin anh sao? Đinh Dũng thở dài. Tuy rằng Hàn Phương Nhiên xuất phát từ lòng tốt nhưng vẫn khiến cho Đinh Dũng buồn. Tôi dựa vào cái gì để tin anh? Hàn Phương Nhiên hỏi ngược lại. Đinh Dũng bỗng chốc câm nín. Nếu anh nói, anh là một trong những bác sĩ có chuyên môn giỏi nhất từ xưa tới nay thì e sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần mất. Bệnh của Tuyết Nhi anh đừng lo. Dược Kỳ sẽ chữa trị. Hàn Phương Nhiên hơi mệt mỏi xua tay. Dược Kỳ. Lúc này, Đinh Dũng mới chú ý tới ánh mắt thách thức của Giả Dược Kỳ đang đứng bên cạnh. Cậu ta là ai? Đinh Dũng trầm giọng hỏi. Từ ánh mắt của các bác sĩ trong phòng, anh có thể cảm nhận được quan hệ giữa người này và Hàn Phương Nhiên không tầm thường. Chào anh, tôi tên Giả Dược Kỳ, là bạn cấp 3 của Phương Nhiên. Không đợi Hàn Phương Nhiên giải thích, Giả Dược Kỳ đã tươi cười. Chìa tay ra phía trước. Nhìn ánh mắt chân thành của Giả Dược Kỳ, Đinh Dũng cau mày. Tuy Giả Dược Kỳ che giấu rất tốt, nhưng anh vẫn nhận ra sự chế giễu và khinh khỉnh trong mắt hắn. Tên này muốn cắm sừng mình. Đinh Dũng cảm thấy kỳ lạ. Vừa nãy có một thằng ngu tóc đỏ định cắm sừng mình, bị mình dẫm nát bi. Bây giờ lại có thêm một kẻ nữa. Định mua một tặng hai à? Xin chào, tôi là Đinh Dũng, chồng của Phương Nhiên. Đinh Dũng cũng mỉm cười đưa tay ra bắt. Đứng trước mặt ông chồng danh chính ngôn thuận, bạn học cấp 3 thì là cái thá gì chứ? Quả nhiên, nghe được chữ chồng, gương mặt Giả Dược Kỳ mất tự nhiên, dần dật. Anh Đinh, vừa nãy quên nói, tôi học đại học ở Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc. Có lẽ anh Đinh không biết Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc đại diện cho cái gì,
nhưng tôi có thể nói cho anh Đinh biết, nguyên thủ quốc gia và giới siêu giàu từ các quốc gia trên toàn thế giới mỗi khi bị bệnh đều sẽ nghĩ đến Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc đầu tiên. Không thể không nói câu này của Giả Dược Kỳ rất khéo, không hề thể hiện ý hạ thấp Đinh Dũng, cũng vô hình chung khoe ra năng lực của bản thân. Sau khi nói xong, Giả Dược Kỳ cố ý liếc qua vẻ mặt của Đinh Dũng, khi phát hiện Đinh Dũng chỉ nhìn mình cười tủm tỉm, không hề có cảm giác kinh ngạc và tự ti như suy đoán, Giả Dược Kỳ lập tức tức giận vô cùng. Cái thứ ếch ngồi đáy giếng này, không lẽ không biết Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc châu bò cỡ nào sao? Không còn cách nào khác, Giả Dược Kỳ chỉ còn cách cố nén tức giận, tiếp tục khoe khoang, anh Đinh, nửa tháng trước, tôi đã lấy được bằng tiến sĩ của Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc, lần này nhận lời mời của Phương Nhiên, quay về nước để phát triển. Bệnh của em gái anh cũng là do tôi chẩn đoán, cũng thuộc dạng một trong những ca bệnh đầu tiên ở trong nước, theo trình độ y học hiện tại của nước ta, tỷ lệ trị bệnh thành công chưa đến 10%. Nói đến đây, Giả Dược Kỳ cố ý dừng lại một chút, dường như muốn úp mở gì đó. Sau khi thấy mọi người có hứng thú, Giả Dược Kỳ mỉm cười, kiêu ngạo nói, nhưng nếu do tôi ra tay, tỷ lệ thành công ít nhất cũng đạt 50%. 50%. Quả nhiên, vừa nghe được xác suất 50%, mấy vị bác sĩ trưởng khoa đang ở trong phòng bệnh đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Căn bệnh nan y như của Đinh Tuyết, tỷ lệ thành công 50% đã là một con số cao không tưởng rồi. Tên Giả Dược Kỳ này, mặc dù nhân phẩm không ra làm sao, nhưng về phương diện y học đúng là không thể chê vào đâu được. Đến Hàn Phương Nhiên cũng ngạc nhiên ra mặt, hiển nhiên không ngờ được tỷ lệ thành công lại cao như vậy. Giả Dược Kỳ rất thích thú với sự tâng bốc của mọi người, lúc này đã phồng hết cả lỗ mũi mà nhìn Đinh Dũng rồi. Hàn Phương Nhiên là vợ anh thì đã làm sao? Trước mặt người tài giỏi hơn anh cả nghìn lần, quan hệ vợ chồng cũng có lấy ra ăn được đâu. Và lại mạng sống em gái anh đều nằm trong bàn tay ông đây, cô ta có sống được hay không, còn phụ thuộc vào ông đây nhá. Một gã ở rể vô dụng, lấy gì so được với ông đây? Giả Dược Kỳ cảm thấy nở mày nở mặt, cảm thấy mọi phương diện của bản thân đều vượt trội hơn Đinh Dũng. Sau chuyện lần này, chỉ cần Hàn Phương Nhiên không bị mù, đương nhiên sẽ biết được nên chọn ai. Nhưng giây tiếp theo, một câu nói của Đinh Dũng đã làm hắn lập tức hóa đá. Mới có 50% đã dám đắc ý, Đinh Dũng khẽ cau mày. Rất may là hôm nay anh ấy đến, nếu không, mang tính mạng của em gái mình giao vào tay loại người như Giả Dược Kỳ thì có khác biệt gì với việc đưa cô vào chỗ chết. Trong mắt danh y chân chính, mạng người to bằng trời, trị bệnh vốn dĩ không thể nói có bao nhiêu phần trăm thành công, hoặc là 100% hoặc là 0%. Thậm chí 10% cũng chẳng khác biệt gì so với 90%, bởi vì nếu như không phải 100%, thì mấy phần trăm còn lại chỉ có thể phó mặc cho ông trời. Đinh Dũng vẫn luôn làm theo nguyên tắc này, hoặc là không ra tay, không cứu người luôn, hoặc là ra tay, thì bắt buộc phải cứu sống. Chỉ cần anh ấy ra tay, chắc chắn thành công 100%. Người anh ấy muốn cứu thì đến Diêm Vương cũng không thể kéo đi. Anh Đinh, câu này của anh có ý gì vậy? Mặt Giả Dược Kỳ có hơi khó coi, hắn cũng không ngờ mới giây trước Đinh Dũng còn cười tủm tỉm, giây sau đã mắng hắn đắc ý. Và lại, tỷ lệ thành công 50% quả thật đã là con số cao nhất ở trong nước rồi, một thằng đi ở rể mà đến ở rể thế nào còn không biết như Đinh Dũng có tư cách gì mà nghi ngờ. Không có gì, tôi sẽ không giao tính mạng của em gái mình vào tay một tên gà mờ, Đinh Dũng hờ hững mở miệng nói. Vừa nãy anh đã quan sát ra bệnh tình của Đinh Tuyết, quả thật là một căn bệnh nan y hiếm gặp, nhưng cũng không kinh khủng như Giả Dược Kỳ nói. Nếu như anh ra tay, 100% khỏi bệnh. Giả Dược Kỳ nói 50% chỉ chứng tỏ trình độ hắn không đủ. Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người trong phòng bệnh đều đồng loạt thay đổi, Đinh Dũng lại dám bảo Giả Dược Kỳ là gà mờ à. Phải biết rằng cho dù người có trình độ y thuật cao nhất ở đây là chủ nhiệm Lương cũng không dám nói Giả Dược Kỳ là gà mờ. Nếu Giả Dược Kỳ là gà mờ, vậy cả thành phố Kim Châu này, không có bác sĩ nào dám nói mình là bác sĩ giỏi nữa. Đinh Dũng, anh nói bậy gì thế? Y thuật của Giả Dược Kỳ đứng số 1 số 2 ở trong nước, đến công chúa của gia đình Hoàng gia Ưng Quốc cũng muốn mời cậu ấy làm bác sĩ riêng. Bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể cứu Tuyết Nhi, không lẽ anh muốn nhìn thấy Tuyết Nhi bệnh chết anh mới vui lòng sao? Giọng điệu của Hàn Phương Nhiên rất nghiêm túc, cô ấy cảm thấy bây giờ Đinh Dũng đã lên cơn rồi. Chỉ vì cái lòng tự trọng đáng chết của thằng đàn ông mà đến tính mạng em gái ruột của mình cũng không quan tâm.
Nếu thật sự chọc giận Giả Dược Kỳ, còn có ai có thể cứu được Đinh Tuyết? Tôi gà mờ, vậy anh Đinh thì sao? Không lẽ anh Đinh có khả năng trị khỏi được bệnh của em gái anh? Giả Dược Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, mỉa mai một câu. Nếu Đinh Dũng thật sự có khả năng cũng sẽ không để kéo dài đến tận bây giờ. Đinh Dũng cười nói, trước đây không có, nhưng bây giờ có rồi. Ồ, anh Đinh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Giả Dược Kỳ mặt đầy châm biếm. Một tên ở rể không có tiếng nói đi so y thuật với tiến sĩ của Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc. Đúng là vứt não cho chó gặm. 100%, Đinh Dũng bình thản nói. Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, các bác sĩ chủ nhiệm đưa mắt nhìn nhau. Ông chồng này của Hàn Phương Nhiên chắc là đầu óc có vấn đề gì rồi. Đến tiến sĩ của Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc còn không dám nắm chắc có thể trị được bệnh, thế mà anh dám mở miệng nói 100%. Làm màu cũng không cần lố vậy chứ. Giả Dược Kỳ không khỏi bị đưa ra, 100%. Tên vô dụng này cũng dám chém gió tung nóc luôn ha. Là do họ Giả tôi đây có mắt không tròng, không nhận ra được hoa đà tái thế, Giả Dược Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn đã có thể khẳng định, Đinh Dũng vốn dĩ không có chút kiến thức gì về y học, chỉ là muốn ra vẻ trước mặt hắn thôi. May mà có Hàn Phương Nhiên cứu vãn lại mặt mũi, nhưng Đinh Dũng chắc không biết được. Như thế chỉ có thể làm cho Hàn Phương Nhiên càng ngày càng ghét anh. Hoa đà tái thế, Đinh Dũng bĩu môi, hoa đà còn do ông đây dạy nè. Nhìn thấy vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên đứng bên cạnh lập tức bị chọc giận đến nỗi ngực thở phập phồng. Cái đồ bỏ đi này đúng là càng ngày càng không biết điều, em gái ruột của mình sắp chết rồi mà vẫn rảnh rỗi ở đây chém gió. Đinh Dũng, anh điên rồi đúng không? Mau xin lỗi tiến sĩ Giả đi. Hàn Phương Nhiên định tát Đinh Dũng một cái, cho anh tỉnh lại bớt u mê, biết rõ bản thân là gì. Anh không điên, bệnh của Tuyết Nhi chỉ có anh có thể trị, Đinh Dũng cau mày, trầm giọng nói. Bị vợ của mình bắt phải xin lỗi người đàn ông khác tại trận, đây là lần đầu tiên trong hơn 5.000 năm nay của Đinh Dũng. Lại nhìn khuôn mặt tiểu nhân đắc chí của Giả Dược Kỳ ở bên cạnh, Đinh Dũng không khỏi càng thêm tức giận, không nhịn được mà nói, với cả cái thứ như thằng đó, cũng không đáng để anh xin lỗi. Cái thứ như thằng đó. Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Giả Dược Kỳ từ từ đông cứng lại, cái gì mà cái thứ như thằng đó. Hắn đường đường là tiến sĩ của Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc lại bị một tên ở rể ăn bám vô dụng khinh bỉ. Hàn Phương Nhiên bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, cô ấy cảm thấy Đinh Dũng hết thuốc chữa rồi. Đinh Dũng, anh chẳng qua chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà thôi, có tư cách gì mà xem thường tôi, Giả Dược Kỳ đỏ mặt tía tai. Cảm thấy bản thân sắp bị tức đến nổ phổi rồi. Nếu Đinh Dũng thật sự có bản lĩnh để khinh bỉ hắn thì cũng thôi đi, đằng này anh ta lại là một thằng vô dụng ai cũng biết. Thằng vô dụng thế này, dựa vào cái gì mà xem thường hắn? Ở rể. Trong phòng bệnh, trừ Hàn Phương Nhiên ra, trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Người đàn ông này vậy mà lại là một tên ở rể. Thời đại này mấy tên ở rể đều ngông cuồng vậy à? Ở rể thì làm sao? Ở rể thì không thể xem thường anh à, Đinh Dũng cười khinh thường. Người đàn ông như anh ấy, cho dù có đi ở rể, cũng có tư cách ngẩng cao đầu mà sống. Được, 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 Giả Dược Kỳ đã tức đến nỗi không biết nói gì cho đúng. Hắn từng gặp vài kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng gặp cái kiểu ngông cuồng như Đinh Dũng. Không lâu sau Giả Dược Kỳ đã bình tĩnh lại, hắn phải làm chút gì đó để chứng minh bản thân. Nếu không để cho người ngoài ngành biết hắn bị một tên ở rể khinh bỉ, vậy thì mặt mũi hắn thật sự chẳng biết chui vào đâu. Giả Dược Kỳ nhanh chóng nghĩ ra phương pháp cho Đinh Tuyết đang nằm trên giường bệnh. Đinh Dũng, anh dám cược với tôi một ván không? Ánh mắt Giả Dược Kỳ cay độc. Chỉ cần Đinh Dũng dám cược, hắn hoàn toàn có thể trả lại gấp 100 lần nỗi nhục ngày hôm nay. Đánh cược, cược gì? Chân mày Đinh Dũng dần giật, tên Giả Dược Kỳ này sao tự nhiên lại muốn cược với mình nhỉ? Cược tính mạng của cô ta, Giả Dược Kỳ chỉ vào Đinh Tuyết đang ngủ say trên giường bệnh, liên tục cười khẩy, không phải anh nói anh nắm chắc 100% trị bệnh thành công à? Tôi cược anh không trị được cho cô ta. Đinh Dũng cân nhắc rồi cười nói, anh chắc chắn muốn cược với tôi. Sao thế, anh không dám à? Vẻ mặt Giả Dược Kỳ u ám, hắn biết thân phận của Đinh Dũng, nếu nói như một tên ăn bám vô dụng có thể trị khỏi căn bệnh nan y hiếm gặp trên thế giới. Đánh chết Giả Dược Kỳ cũng không tin. Hắn có lòng tin tuyệt đối là như vậy. Có gì mà không dám, Đinh Dũng còn chẳng thèm liếc Giả Dược Kỳ một cái,
tiếp tục nói, nếu như anh thua thì thế nào? Nếu tôi thua thì sẽ nhảy từ đây xuống, Giả Dược Kỳ chỉ ra bên ngoài cửa sổ, nói chắc nịch. Phòng bệnh ở tầng 7, nếu như hắn nhảy xuống thật, không chết cũng tàn phế, nhưng mà hắn nghĩ mình không thể thua được. Đinh Dũng khẽ mỉm cười, Giả Dược Kỳ cũng chơi lớn ghê. Nhưng ngay sau đó Đinh Dũng đã lắc đầu, nói tôi không cần anh nhảy từ đây xuống. Nếu như anh thua, tôi chỉ cần anh lăn qua lăn lại 3 vòng trước sảnh khu vực khám bệnh, sau đó hô to 3 lần, tôi là gà mờ, là được rồi. Sảnh khu vực khám bệnh, đó là nơi đông người nhất bệnh viện, nếu như Giả Dược Kỳ thật sự thua phải đến đó lăn 3 vòng, sợ cả đời này cũng không còn mặt mũi làm bác sĩ nữa rồi. Được, mặc dù đề nghị này của Đinh Dũng còn nhục nhã hơn so với bảo hắn nhảy từ đây xuống, nhưng mà tất cả những chuyện này chỉ có hiệu lực trong tình huống hắn thua cược. Nhưng hắn sẽ thua ư? Không, Giả Dược Kỳ rất tự tin. Vậy nếu anh thua thì sao? Giả Dược Kỳ lạnh lùng hỏi. Tùy anh xử lý, Đinh Dũng cũng dứt khoát khê, câu này ai chẳng nói được. Vậy thì tốt, Giả Dược Kỳ gật đầu, trong mắt lóe lên sự hiểm độc. Nếu như Đinh Dũng thua, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là bắt Đinh Dũng quỳ xuống, tự tát 100 cái. Mấy bác sĩ chủ nhiệm và y tá ở trong phòng đều nhìn nhau. Bọn họ không ngờ, một anh chàng ở rể như Đinh Dũng mà lại dám đánh cược với tiến sĩ y học của Học viện Hoàng gia Ưng Quốc như Giả Dược Kỳ, lại còn lấy tính mạng của em gái mình ra đánh cược. Sao trên đời lại có loại đàn ông như thế? Chốc lát, mấy y tá đều cạn lời nhìn nhau, thiện cảm dành cho Đinh Dũng rơi xuống đáy. Hàn Phương Nhiên từ lâu đã không còn mong chờ gì ở Đinh Dũng, cô ấy chỉ cảm thấy xót xa thay Đinh Tuyết, cơ hội sống sót cuối cùng lại bị chính anh ruột mình cướp mất. Lúc này Đinh Dũng đã đến trước giường bệnh. Bệnh tật đeo bám lâu ngày đã làm nét mặt thiếu nữ xanh xao, vàng vọt. Nếu như không phải máy đo nhịp tim vẫn còn chạy thì e sẽ chẳng ai tin cô gái này là người sống. Nhìn thiếu nữ ôm yếu bệnh tật đang nằm trên giường, Đinh Dũng vô cùng xót xa. Nếu như anh đến muộn một ngày, e là sẽ không gặp được Đinh Tuyết nữa rồi. Lúc này trong phòng ngoài tiến sĩ y học Giả Dược Kỳ ra thì còn mấy bác sĩ chủ nhiệm nữa. Bọn họ đều là những bác sĩ giỏi nhất nhì của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Kim Châu, đại diện cho trình độ chuyên môn giỏi nhất Kim Châu. Cũng giống Giả Dược Kỳ, bọn họ đều không coi trọng Đinh Dũng, thậm chí cảm thấy Đinh Dũng đang gây chuyện. Bởi vì với tình trạng của Đinh Tuyết bây giờ, về mặt y học mà nói là đã có thể thông báo bệnh nhân tử vong, đưa vào nhà xác được rồi. Đinh Dũng một anh chàng ở rể chẳng học y bao giờ mà muốn cứu người chết thành người sống. Đúng là quá điên rồ. Đưa tôi kim 27 cây kim, loại 1 tấc khoảng 3,3 cm, 3 tấc và 7 tấc, mỗi loại 9 cây, Đinh Dũng trầm giọng nói. Bệnh của Đinh Tuyết Anh đã chẩn đoán ra, đó là bệnh thiếu máu, một loại bệnh bẩm sinh. Chức năng tạo máu của người mắc bệnh sẽ suy yếu dần theo độ tuổi người bệnh. Cuối cùng đến một ngày sẽ dừng tạo máu, mà máu lại là nguồn sống của cơ thể. Khi lượng máu của cơ thể ít hơn giá trị định mức thì cũng tức là con người sắp đi đến cuối đời. Với trình độ y học hiện giờ, loại bệnh kỳ lạ này thật sự rất khó điều trị. Nhưng Đinh Dũng, là một quái vật sống hơn 5.000 năm, du hành trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, anh đã học được gần 100 cách tái tạo xương, cứu người chết thành người sống. Với bệnh thiếu máu, anh có ít nhất 3 cách điều trị. Nhưng hiện giờ, Đinh Dũng quyết định sử dụng cách điều trị có tác dụng nhất, đó là châm cứu. Nghe yêu cầu của Đinh Dũng, các bác sĩ chủ nhiệm nhìn nhau, lấy kim châm làm gì? Chẳng lẽ loại bệnh này có thể chữa bằng việc châm cứu ư? Giả Dược Kỳ lạnh lùng nhìn Đinh Dũng, tên vô dụng này, đã tới nước này rồi mà vẫn tỏ vẻ. Mang kim châm tới cho anh ta, Giả Dược Kỳ lạnh lùng nói. Hắn muốn xem, Đinh Dũng có thể làm được gì? Lát sau, mấy y tá mang kim châm tới theo đúng yêu cầu của Đinh Dũng. Đinh Dũng cũng không nói vớ vẩn nữa, sau khi lấy châm thì bắt đầu châm cứu ngay. Đầu tiên là 9 cây châm một tấc, Đinh Dũng lần lượt châm ở các huyệt vị của Đinh Tuyết, huyệt Thiên Linh, huyệt Hối Xung. Ơ! Một tiếng ơ phá vỡ sự tĩnh lặng cả căn phòng, đám người Giả Dược Kỳ đều quay ra. Người kêu lại là Lương Bính Thu, chủ nhiệm châm cứu Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Kim Châu, cũng là bác sĩ duy nhất có mặt ở đây biết châm cứu. Chủ nhiệm Lương, sao thế? Giả Dược Kỳ hỏi. Hắn không hiểu về châm cứu. Hắn tưởng lý do Lương Bính Thu kêu lên là do thủ thuật châm cứu của Đinh Dũng có vấn đề. À, không có gì, Lương Bính Thu nhìn Giả Dược Kỳ một cái, không nói gì cả.
thực ra ông muốn nói, cách Đinh Dũng châm cứu thực sự quá điêu luyện. Điêu luyện hơn cả ông ấy, người đã học châm cứu những 30 năm gấp trăm lần. Lương Bính Thu chưa bao giờ được chứng kiến thủ pháp châm cứu điêu luyện, tài tình đến vậy. Lương Bính Thu bỗng nhiên cảm giác, Đinh Dũng không hề đơn giản. Nhưng tại đây có bao nhiêu người đang chờ để chế giễu Đinh Dũng, lúc này ông không dám nói ra suy nghĩ của mình. Giả Dược Kỳ cau mày, không hề bận tâm tới phản ứng kỳ lạ của Lương Bính Thu. Đinh Dũng lại lấy 9 cây châm dài 3 tấc, bắt đầu châm cứu vào các huyệt vị khác của Đinh Tuyết. Lương Bính Thu quên cả hít thở, không chớp mắt nhìn Đinh Dũng chằm chằm, chỉ sợ bỏ lỡ mất bất kỳ chi tiết nào. Khi Đinh Dũng một lần nữa sử dụng hết 9 cây châm dài 3 tấc, trong lòng Lương Bính Thu đã nổi lên một làn sóng dữ dội. Đúng thật là, người ngoài ngành thì chỉ hóng hớt, người trong ngành thì nhìn vào bản chất. Với tư cách là một bác sĩ già có mấy chục năm nghiên cứu về châm cứu, Lương Bính Thu có hiểu biết sâu rộng về châm cứu. Thủ pháp châm cứu của Đinh Dũng, vừa nhanh vừa chính xác. Điều này, người bình thường nếu chưa thực hiện châm cứu cả ngàn lần thì không thể làm được. Thủ pháp thần thánh này, Lương Bính Thu chỉ từng nhìn thấy một người có, đó chính là thầy của ông, Ngô Cửu An, bậc thầy châm cứu tại Kim Châu. Nhưng đó là bậc thầy châm cứu Ngô Cửu An, đáy lòng Lương Bính Thu gào thét. Thầy của ông tức vua châm cứu Ngô Cửu An, 30 tuổi đã theo cao nhân học châm cứu, cả một đời cứu chữa cho vô số người. Tới tận lúc về già mới được người trong ngành y ở Kim Châu tôn làm vua châm cứu. Nghiên cứu châm cứu cả hơn 60 năm, hiểu biết của Ngô Cửu An về châm cứu đã gần như đắc đạo, ngay cả mấy lãnh đạo cấp cao trong thành phố cũng đều cảm thấy vinh dự khi mời được Ngô Cửu An chữa bệnh. Người mà cả đời Lương Bính Thu kính trọng nhất chính là thầy của mình. Ông nghĩ rằng riêng về châm cứu không ai có thể sánh với thầy của mình. Nhưng hôm nay, một chàng trai chỉ mới 25, 26 tuổi lại đứng trước mặt ông, thể hiện thủ pháp châm cứu điêu luyện không kém thầy mình. Điều này khiến Lương Bính Thu vô cùng sốc. Hơn nữa, điều khiến Lương Bính Thu không thể chấp nhận được đó là thiên tài trẻ tuổi như Đinh Dũng mà lại đi ở rể. Cậu có bản lĩnh vượt trội như vậy tại sao không đi chữa bệnh cứu người? Lương Bính Thu gào thét trong lòng. Ông tin rằng, chỉ cần Đinh Dũng thể hiện một chút nghệ thuật châm cứu của mình, thì chưa đầy một năm, anh sẽ trở thành vua châm cứu Kim Châu thứ hai. Thậm chí còn hơn cả thế. Bởi vì Đinh Dũng vẫn còn rất trẻ, mà trẻ chính là ưu thế. Nhưng rõ ràng bây giờ Đinh Dũng chỉ là một chàng trai ở rể. Hơn nữa nhìn Hàn Phương Nhiên thì biết Đinh Dũng ở nhà họ Hàn cũng chẳng được coi trọng gì cho cam. Lúc này, Lương Bính Thu cảm thấy tiếc nuối thay cho một viên ngọc bị phủ bụi như Đinh Dũng. Thậm chí, Lương Bính Thu còn nghĩ, làm thế nào mới có thể kéo được Đinh Dũng ra khỏi nhà họ Hàn, để Đinh Dũng trở thành vua châm cứu Kim Châu thứ hai. Nhưng tất cả những suy nghĩ này Đinh Dũng không thể nào biết được. Bây giờ anh đang tập trung hết vào lượt châm cứu quan trọng cuối cùng. Còn lại 9 cây châm dài nữa, liên quan tới tính mạng của Đinh Tuyết. Đinh Dũng lấy 9 cây châm dài, bắt đầu tập trung hết tinh thần. Dù sao cơ thể này cũng vừa cướp được của người khác, là người phàm trần, chưa từng tu luyện, không sinh ra khí cảm sao. Sao chỉ lúc luyện công, cảm nhận được cảm giác hoạt động kinh mạch trong thân thể. Mà châm cứu kim châm dài thì lại đòi hỏi yêu cầu lực rất lớn từ người thực hiện. Đinh Dũng không thể biết được sức của mình hiện tại liệu có thể cắm được châm dài hay không. Chỉ cần sai sót một chút thôi thì có thể gây ra tổn thương không thể cứu chữa cho Đinh Tuyết. Vì thế Đinh Dũng buộc phải dùng hết sức mình. Thấy Đinh Dũng bắt đầu nghiêm túc, Lương Bính Thu cũng căng thẳng theo. Bỗng nhiên ông cảm thấy, hôm nay bản thân mình có lẽ sẽ được chứng kiến một kỳ tích. Một kỳ tích cứu người chết thành người sống. Lương Bính Thu tay cầm điện thoại lén mở chế độ quay video. Lúc này Đinh Dũng không hề biết mỗi cử chỉ của mình đều bị người ta lấy điện thoại quay lại. Anh tập trung hết sức việc châm cứu bằng châm dài. Từng cây châm dài tới đúng vị trí huyệt đạo, gương mặt xanh xao của Đinh Tuyết đã dần dần có sức sống, điện tâm đồ cũng dần dần có đường lượn sóng. Chứng kiến cảnh này, tất cả mấy y tá trong phòng đều kinh ngạc. Anh chàng ở rể này hình như có chút bản lĩnh thật. Đôi mắt Hàn Phương Nhiên cũng xuất hiện chút ngờ vực, chẳng lẽ Đinh Dũng không hề lừa mình. Nửa tháng nay, anh ấy đã đi tìm cách để cứu Đinh Tuyết thật. Giả Dược Kỳ ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sự bất an. Không thể nào, không thể nào, tên vô dụng này không thể nào cứu sống Đinh Tuyết được. Giả Dược Kỳ không ngừng an ủi bản thân. Lúc này,
sự cố khiến cho mọi người không ngờ tới đã xảy ra. Sau khi Đinh Dũng châm cây châm thứ 9 vào người Đinh Tuyết, mặt Đinh Tuyết bỗng nhiên đỏ bừng, nhịp thở cũng nhanh lên, điện tâm đồ cũng xuất hiện đường lượn sóng dữ dội, rõ ràng là do nhịp tim tăng nhanh. Thấy tình hình như thế, các chủ nhiệm đều bắt đầu nhíu mày, thở dài. Hành nghề y bao nhiêu năm, đương nhiên bọn họ biết, xảy ra sự cố cũng tức là cấp cứu thất bại, có thể chuẩn bị hậu sự được rồi. Đinh Dũng, đây là tỷ lệ thành công 100% mà anh nói à, Giả Dược Kỳ vui mừng như điên. Nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên như không, dù sao Hàn Phương Nhiên vẫn còn ở bên cạnh, nhưng hắn lại có thể cười nhạo Đinh Dũng một phen. Lần này, Hàn Phương Nhiên không thèm nhìn Đinh Dũng lấy một cái. Cô đã thất vọng hoàn toàn với Đinh Dũng, thậm chí lần đầu tiên có cảm giác ghét Đinh Dũng. Cô sẽ không sống với loại đàn ông tự cho mình là đúng này cả đời. Hàn Phương Nhiên quyết định khi về nhất định sẽ đuổi Đinh Dũng ra khỏi nhà họ Hàn. Hàn Phương Nhiên rẽ đám người, không nói gì chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Nhưng vừa bước đến cửa, đằng sau lại nghe thấy tiếng nói yếu ớt, anh. Là anh ư? Bước chân Hàn Phương Nhiên sững lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc sững sờ. Đinh Tuyết, tỉnh lại rồi ư? Giả Dược Kỳ cũng vô cùng sửng sốt quay đầu lại, thấy gương mặt hồng hào của Đinh Tuyết đang ôm lấy Đinh Dũng, Giả Dược Kỳ suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Sao có thể tỉnh lại được? Mặt Giả Dược Kỳ đơ ra, như bị một thanh kiếm đâm xuyên qua tim, gương mặt cũng xám xịt như màu gan lợn. Thực ra mấy bác sĩ trong phòng cũng đang ở tình trạng hóa đá. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, cứu một người sắp chết sống lại. Chuyện này không thể dùng kỳ tích trong y học để hình dung. Cậu Đinh Dũng này là quái thai hay sao? Tuyết Nhi, em thấy thế nào? Đinh Dũng dịu dàng xoa tóc em gái, khẽ hỏi. Tuy rằng anh vừa mới thực hiện thủ pháp châm cứu vô cùng hoàn hảo, nhưng cũng không thể bảo đảm sau này Đinh Tuyết sẽ không có vấn đề gì. Anh, em thấy rất dễ chịu, em không còn chóng mặt nữa. Cứ như là khỏi bệnh rồi vậy, cô gái không hề biết rằng trong thời gian mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết trong người có một dòng nước ấm ấp chuyển động, thoải mái như gió xuân phả vào mặt. Ngốc quá, không phải là hình như, mà là em khỏi bệnh thật rồi, Đinh Dũng yêu chiều nhìn em cười cười. Chỉ cần anh tiếp tục châm cứu cho Đinh Tuyết mấy lần nữa là Đinh Tuyết có thể hoàn toàn bình phục, thậm chí còn khỏe mạnh hơn người bình thường nữa. Đinh Đại Sư, tôi tên là Lương Bính Thu, xin hỏi, lúc này Lương Bính Thu nói chuyện hơi lắp bắp, ông ấy đã coi Đinh Dũng là cao nhân giống như thầy của mình. Thậm chí trình độ châm cứu của Đinh Dũng còn cao hơn một bậc so với thầy của Lương Bính Thu. Dù sao thầy của ông ấy không có bản lĩnh cứu sống người chết. Tôi không phải đại sư gì cả, chủ nhiệm Lương nói đùa rồi, còn chưa đợi Lương Bính Thu nói xong, Đinh Dũng đã cười, xua tay ngắt lời. Đinh Dũng biết Lương Bính Thu nhìn ra được gì đó từ trong cách châm kim vừa nãy của mình, cũng đoán được phần nào mục đích của Lương Bính Thu. Có điều xưa nay Đinh Dũng luôn là người sợ phiền phức nên chưa bao giờ có suy nghĩ chữa bệnh cứu người, phổ độ chúng sinh. Lương Bính Thư á khẩu, không biết phải nói thế nào. Tiến sĩ Giả, anh muốn đi đâu? Lúc này Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng, mọi người nhìn theo ánh mắt của Đinh Dũng, mới phát hiện ra Giả Dược Kỳ đã âm thầm đi đến cửa từ bao giờ. Khụ, khụ, Giả Dược Kỳ khựng lại, sắc mặt khó xử, cho dù trong lòng rất muốn đâm ngàn nhát dao vào người Đinh Dũng. Nhưng lúc này hắn cũng hiểu rằng bản thân đang ở thế yếu, chỉ có thể chịu đựng. Anh Đinh, tôi bị đau bụng, muốn đi vệ sinh, Giả Dược Kỳ cười nói. Đi vệ sinh, Đinh Dũng nhìn Giả Dược Kỳ bằng ánh mắt suy tư và bình thản nói, tiến sĩ Giả không cần vội đi vệ sinh đâu, đi với tôi đến sảnh khu vực khám bệnh thực hiện lời hứa của mình trước đã, vừa hay lúc này nhân viên trong bệnh viện vẫn chưa tan làm. Anh Đinh, vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng để bụng, Giả Dược Kỳ cười nói. Nếu Đinh Dũng để hắn xuống dưới lăn ba vòng ở đại sảnh khu vực khám bệnh thật thì hắn không cần sống ở thành phố Kim Châu nữa. Nói đùa, Đinh Dũng nhớn mày, sắc mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, tôi không có thời gian nói đùa với anh. Đinh Dũng chưa bao giờ là người tốt, anh rất hẹp hòi, có thù đương nhiên là phải báo, anh không có thói quen bỏ qua cho ai bao giờ. Mặt Giả Dược Kỳ đỏ lên, chỉ là một kẻ vô dụng lại dám hống hách như vậy, Đinh Dũng coi hắn là kẻ dễ bắt nạt thật sao. Đôi lông mày lá liễu của Hàn Phương Nhiên cau lại, cô ấy hiểu phần nào về hoàn cảnh gia đình của Giả Dược Kỳ. Giả Dược Kiệt, anh trai của Giả Dược Kỳ là tâm phúc của hội trưởng hội Thanh Mã, thế lực ngầm Kim Châu. Giả Dược Kiệt là kẻ cực kỳ hẹp hòi, Đinh Dũng ép buộc Giả Dược Kỳ như vậy sẽ đắc tội với Giả Dược Kiệt,
Hàn Phương Nhiên chỉ sợ Giả Dược Kiệt sẽ trả thù anh. Đinh Dũng, Dược Kỳ, Hàn Phương Nhiên bất đắc dĩ lên tiếng vì muốn khuyên Đinh Dũng không được đi quá giới hạn. Nhưng Hàn Phương Nhiên còn chưa nói xong, Đinh Dũng đã lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ấy im miệng. Chuyện của đàn ông, phụ nữ quản ít thôi. Anh, Hàn Phương Nhiên nổi giận, người đàn ông thối tha này lại dám nổi giận với cô. Sau khi cơn giận qua đi, Hàn Phương Nhiên lại sửng sốt, Đinh Dũng dám nổi giận với mình. Đinh Dũng yếu đuối trước đây, đừng nói là nổi giận với Hàn Phương Nhiên, ngay cả một câu nói nặng lời cũng không dám nói. Nhưng Đinh Dũng bây giờ lại ngang ngược, tự tin, hung hăng, cứ như là một con người hoàn toàn khác vậy. Hàn Phương Nhiên không thể thích nghi ngay được. Giả Dược Kỳ, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, anh đến sảnh phòng khám lăn ba vòng sau đó hô ba lần tôi là gà mờ, nếu không đừng trách tôi ra tay với anh. Trong mắt Đinh Dũng lóe lên nét lạnh lẽo, tuyệt đối không được mềm lòng mà bắt buộc phải đánh cho loại người như Giả Dược Kỳ sợ. Đinh Dũng, anh đừng bắt nạt người khác quá đáng. Nếu quá quát quá, thì không có lợi gì với anh cả. Lúc này Giả Dược Kỳ cũng không thèm giả vờ nữa mà trực tiếp để lộ bộ mặt thật. Hắn uy hiếp với vẻ mặt u ám, hắn không tin với thế lực của anh trai mà còn không xử lý được cái thằng ở rể còn con này. Đinh Dũng liên tục cười khẩy, sống hơn 5.000 năm rồi. Điều anh không sợ nhất là uy hiếp. Tiến sĩ Giả, chủ nhiệm Lương, không hay rồi, đúng lúc Đinh Dũng chuẩn bị ra tay thì một y tá xông vào với vẻ lo lắng. Có việc gì mà trông cô hoảng hốt thế, Giả Dược Kỳ bất giác thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn không sợ Đinh Dũng nhưng nếu Đinh Dũng thật sự ra tay với hắn ở đây cũng khiến hắn rất mất mặt. Cô y tá đột nhiên xuất hiện này cũng coi như giải vây cho hắn. Có một cô bé vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu do bị rắn đuôi chuông cắn. Ekip của chủ nhiệm Chu không thể lấy được nọc độc của rắn ra, y tá vội vàng nói, thời gian cứu bệnh nhân bị rắn độc cắn thường chỉ có nửa tiếng, nọc độc lan đến tim, thần tiên đến cũng khó cứu được. Đi, mau đi qua đó, còn chưa đợi y tá nói hết, Giả Dược Kỳ đã vẫy tay, không nhìn Đinh Dũng một cái đã đi ra khỏi phòng bệnh, Lương Bính Thu cũng đi theo. Đinh Dũng cau mày, không ngờ anh lại để Giả Dược Kỳ thoát nạn như vậy. Tuyết Nhi, em thấy thế nào rồi? Hàn Phương Nhiên đi đến bên cạnh Đinh Tuyết và dịu dàng hỏi, cô ấy thích Đinh Tuyết từ tận đáy lòng, nếu không thì sau khi Đinh Dũng đi, cô ấy đã không bất chấp sự phản đối của nhà họ Hàn, trả gần 3 triệu viện phí cho Đinh Tuyết, còn mời Giả Dược Kỳ từ Ưng Quốc về. Chị dâu, em không sao, Đinh Tuyết cười ngọt ngào, lại nhìn Đinh Dũng và nói, chị dâu, chị đừng giận anh trai em nhé, vừa nãy anh ấy không cố ý hung dữ với chị đâu. Hàn Phương Nhiên giận dỗi trợn mắt nhìn Đinh Tuyết nói, yên tâm đi, chị không hẹp hòi giống như ai đó đâu. Đinh Dũng sờ mũi, cảm thấy hơi lúng túng, sao anh lại không nghe ra Hàn Phương Nhiên đang nói đến ai chứ? Nhưng mà 5.000 năm nay, tính cách của Đinh Dũng luôn là như vậy, anh ngang ngược quen rồi, không cho phép ai tranh giành đồ của mình. Bà xã, cảm ơn em vì chuyện của Tuyết Nhi, Đinh Dũng nghiêm túc nói, lần này nếu không có Hàn Phương Nhiên, sợ rằng anh còn không có cơ hội gặp Đinh Tuyết. Không có gì, tôi cứu Tuyết Nhi không phải vì anh đừng nghĩ nhiều, đối diện với Đinh Dũng, sắc mặt Hàn Phương Nhiên bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Đinh Dũng cười, người phụ nữ này vẫn cứng miệng như trước đây. Mấy hôm nữa anh sẽ trả lại viện phí em nộp giúp Tuyết Nhi, Đinh Dũng không biết Hàn Phương Nhiên đã nộp bao nhiêu tiền cho Đinh Tuyết, nhưng chắc hẳn không phải khoản tiền nhỏ. Đường Đường là một người đàn ông. Anh không thể để người phụ nữ của mình nộp tiền chữa bệnh cho em gái ruột được. Anh tìm một công việc đáng tin cậy trước đi rồi hãy nói. Hàn Phương Nhiên bình thản nói, sau khi ở rể nhà họ Hàn, Đinh Dũng luôn chơi bời lêu lổng, không có một công việc tử tế, rất nhiều người trong nhà họ Hàn đều chỉ trích anh ấy vì chuyện này. Anh sẽ tìm việc, Đinh Dũng gật đầu, thầm nghĩ khi nào lo xong việc của Đinh Tuyết sẽ liên lạc với mấy đệ tử của mình, bảo họ nghĩ cách sang tên một ít tài sản ở kiếp trước cho mình. Người bị Đinh Dũng cướp xác ở kiếp trước là một ông lão sống hơn 50 năm, ông lão đó có rất nhiều tiền đến mức nào. Tài sản của trong 10 người đứng đầu bảng xếp hạng Forbes của Hoa Hạ cộng lại còn không bằng một nửa của ông lão. Sau khi cướp xác của ông lão đó, Đinh Dũng mất 20 năm mới hiểu rõ hết tất cả tài sản của ông ấy. Sau khi lập xong di chúc, Đinh Dũng qua đời, linh hồn nhập vào cơ thể Đinh Dũng ở rể bây giờ. Để sau khi chuyển thế có thể sống thoải mái hơn, kiếp trước khi lập di chúc Đinh Dũng đã cố tình sang tên một nửa tài sản cho rất nhiều đệ tử của mình. Bây giờ xem ra hành động lúc đó là rất sáng suốt.
Nếu có thể lấy được 1/10 của một nửa tài sản kia thì Đinh Dũng có thể trở thành người giàu nhất Kim Châu. Công ty có việc, tôi phải đi trước đây, sau khi sắp xếp xong cho Tuyết Nhi, anh về nhà ngay đi, Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng và hờ hững nói. Đinh Dũng đột nhiên biến mất nửa tháng, rất nhiều người trong nhà họ Hàn có ý kiến với chuyện này, nếu anh ấy còn không xuất hiện, e rằng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn. Đinh Dũng day nhân chung với vẻ hơi bất lực. Người anh ấy sợ nhất trong nhà họ Hàn, không phải vợ Hàn Phương Nhiên, cũng không phải bố vợ Hàn Thành Sơn, mà là mẹ vợ Lâm Hồng Ngạn. Địa vị của Lâm Hồng Ngạn ở Viện Kiểm sát thành phố Kim Châu rất cao, tính cách bà ấy cực kỳ độc đoán. Khi ở nhà họ Hàn, Lâm Hồng Ngạn chưa bao giờ nể mặt Đinh Dũng, lâu lâu lại chê bai anh. Đinh Dũng ngày trước cam chịu quen rồi, nhưng nếu Đinh Dũng bây giờ bị một người phụ nữ nhỏ hơn anh mấy nghìn tuổi tùy ý sai bảo, quát mắng, e rằng anh khó có thể chịu được. Ai? Sau khi thở dài một hơi, Đinh Dũng vẫn có ý định về nhà, chuyện phải đối mặt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Sau khi sắp xếp xong cho Đinh Tuyết, Đinh Dũng bắt xe đến biệt thự Hương Sơn, Hàn Phương Nhiên chưa ra ở riêng mà ở cùng với bố mẹ, cho nên Đinh Dũng chỉ có thể về đây. Sau khi xuống xe, Đinh Dũng trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa mở cửa ra, bước chân của Đinh Dũng đã khựng lại. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa uống trà. Trên chiếc bàn trước mặt Lâm Hồng Ngạn để một bộ đồ trà cụ bằng sứ thanh hoa đắt tiền, còn có hai người giúp việc đứng ở bên cạnh, cẩn thận hầu hạ bà ấy. Nhìn thấy Đinh Dũng đi vào, ánh mắt Lâm Hồng Ngạn vẫn lạnh nhạt, không có sự thay đổi nào. Mẹ, Đinh Dũng miễn cưỡng gọi, tuy anh là quái vật sống hơn 5.000 năm, nhưng nhập gia tùy tục, theo vai vế thì Đinh Dũng phải gọi người phụ nữ trước mặt này một tiếng mẹ. Lâm Hồng Ngạn bưng tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm, chẳng buồn để ý đến Đinh Dũng. Đinh Dũng bất giác thấy thật khổ, nếu Lâm Hồng Ngạn mắng anh một trận thì còn đỡ, nhưng bà ấy làm như thế này, anh thật sự không biết phải đối phó thế nào. Trong mắt cậu còn có người mẹ là tôi sao, đúng lúc Đinh Dũng định kiên trì rời đi thì Lâm Hồng Ngạn nhẹ nhàng cất tiếng nói. Tuy Lâm Hồng Ngạn nói với ngữ khí bình thản nhưng hai người giúp việc bên cạnh bà ấy đều run lên. Họ bất giác nhìn Đinh Dũng với vẻ thương hại. Hầu hạ Lâm Hồng Ngạn nhiều năm, bọn họ biết rất rõ, bà ấy càng tỏ ra bình thản thì trong lòng lại càng giận dữ, hôm nay chàng rể Đinh Dũng này thảm rồi. Mẹ, con có việc nên nửa tháng nay mới không về. Nhưng Lâm Hồng Ngạn lại đập tay xuống bàn, làm đổ tách trà và nói, có việc. Cái thằng chỉ biết bám váy đàn bà như cậu thì có việc gì? Cậu ở rể nhà họ Hàn một năm, cả ngày ngoài ăn ra thì chỉ ngủ. Công việc Phương Nhiên sắp xếp cho cậu không làm tốt được việc nào. Đường đường là một người đàn ông mà lại để cho một người phụ nữ nuôi, lo việc ăn uống ngủ nghỉ. Ngay cả tiền chữa bệnh cho e gái cũng để người phụ nữ của cậu trả, cái thứ vô dụng như cậu thì có thể có việc gì. Giọng điệu của Lâm Hồng Ngạn rất cay nghiệt, nhưng Đinh Dũng lại không có phản ứng gì, vì bản thân trước đây đúng là như vậy. Mẹ, con sắp trả được tiền nợ nhà họ Hàn rồi, Đinh Dũng thở dài thườn thượt và nói. Việc đầu tiên anh sẽ làm khi liên lạc được với mấy đệ tử là trả tiền cho nhà họ Hàn. Hừ, Lâm Hồng Ngạn khinh thường nhìn Đinh Dũng, trả tiền. Cậu trả bằng cái gì? Đinh Dũng, không phải tôi khinh thường cậu có bán mình đi cũng không trả tiền được cho nhà họ Hàn. Nhìn ánh mắt cực kỳ khinh thường của Lâm Hồng Ngạn, Đinh Dũng chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, bán ông đây đi cũng không trả được. Người phụ nữ ngu ngốc. Chỉ cần ông đây muốn thì ngày mai ông đây có thể trở thành người giàu có nhất Kim Châu. Nhưng Đinh Dũng không thể nói ra những lời này mà chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Sao, cậu vẫn không phục à, có vẻ nhận ra Đinh Dũng bất mãn. Lâm Hồng Ngạn tiếp tục mỉa mai, Đinh Dũng, đừng tưởng mình giỏi lắm, cậu có thể ở rể ở nhà họ Hàn bọn tôi. Chẳng phải là vì cậu giỏi giang gì cho cam, mà là mẹ cậu biết đẻ, bà ấy chọn cho cậu một giờ xinh đẹp, nếu không... Người như cậu, đến cả tư cách làm người ở của nhà họ Hàn bọn tôi cũng không có. Hai người ở đứng bên cạnh Lâm Hồng Ngạn khinh thường nhìn Đinh Dũng một cái, đúng thế, như Lâm Hồng Ngạn nói, Đinh Dũng chẳng có bằng cấp gì, tài năng cũng chẳng có, ngoài ngày sinh, bát tự hợp với tiêu chuẩn kết hôn của Hàn Phương Nhiên ra, thì cả người anh từ trên xuống dưới, chẳng chọn được cái ưu điểm thứ hai. Bà chủ, thư ký của chủ tịch thành phố Lý đến tới chơi. Lâm Hồng Ngạn vừa nói xong thì ông quản gia Chu Tận Trung đã chạy bước nhỏ đến. Thư ký của chủ tịch thành phố, cậu ấy đến nhà chúng ta làm gì? Lâm Hồng Ngạn đứng bật dậy khỏi sofa, mặt tràn đầy kinh ngạc. Chu Tận Trung lắc đầu,
nói, không biết, nhưng trông có vẻ vội lắm. Mau đi đón với tôi, Lâm Hồng Ngạn vội vàng nói, bà ấy chỉ là một trưởng ban nhỏ bé trong Viện Kiểm sát thành phố, đứng trước người thuộc trung tâm quyền lực như thư ký của chủ tịch thành phố này, thì chỉ là một nhân vật con còn, nên bà ấy không dám tiếp đãi không chu đáo. Lâm Hồng Ngạn dẫn một đoàn người ra cửa, Đinh Dũng cũng đứng ở phía sau, sau đó phát hiện người đàn ông già dặn đứng ở cửa khoảng 30 tuổi, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng lúc này trông có vẻ có việc gấp gì đó, đang đi vòng quanh tại chỗ. Thư ký Hồ, sao cậu lại đến đây, mau, mau vào trong, tôi bảo Xuân Hoa, Hạ Liễu pha trà cho cậu, Lâm Hồng Ngạn mặt mũi tươi tỉnh, mặc dù biết Hồ Đông Hải nửa đếm tới chơi chắc chắn là có việc gấp, nhưng những lời nói khách sáo này vẫn không thể thiếu. Hồ Đông Hải vội vàng xua tay, xin lỗi, bà Hàn, vào trong thì không cần đâu, Đông Hải còn có việc gấp, đến đây là muốn nhờ bà Hàn giúp một việc. Thư ký Hồ khách sáo quá, cậu có việc cần đến tôi, cứ nói thẳng là được. Có gì đâu mà giúp với không giúp, Lâm Hồng Ngạn bên ngoài thì vừa mừng vừa sợ, trong lòng thì đang nghĩ, cả nhà họ Hàn mặc dù cố lắm thì cũng được tính là gia tộc hạng một ở thành phố Kim Châu, nhưng chi của chồng bà ấy, Hàn Thành Sơn lại là không được coi trọng nhất trong nhà họ Hàn, ở Kim Châu cũng không có thế lực gì, sao có thể có tư cách giúp đỡ nhân vật tầm cỡ như Hồ Đông Hải được. Hồ Đông Hải cũng không khách sáo với Lâm Hồng Ngạn, nói thẳng, là thế này, bà Hàn, tôi muốn nhờ bà tìm giúp tôi một người. Tìm người, Lâm Hồng Ngạn ngẩn người, Hồ Đông Hải này nửa đêm nửa hôm đến nhà bà ấy, chỉ vì tìm người, tìm ai? Hồ Đông Hải gật đầu, nói tiếp, người đó hình như là con rể đến ở rể nhà họ Hàn, y thuật cao siêu. Con rể đến ở rể nhà họ Hàn chúng tôi, người đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Hồng Ngạn là Đinh Dũng, nhưng bà ấy nhanh chóng loại trừ. Bà ấy không thấy kẻ vô dụng như Đinh Dũng có thể có quan hệ gì với y thuật cao siêu. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Hồng Ngạn lắc đầu, khó hiểu nói, thư ký Hồ, cậu chắc chắn người cậu muốn tìm là con rể ở rể nhà họ Hàn chúng tôi chứ? Nhà họ Hàn gia nghiệp đồ sộ, ngoài chi Hàn Thành Sơn này, thì còn 5 chi khác, tổng cộng có 3 người ở rể, ngoài Đinh Dũng ra, hai người kia Lâm Hồng Ngạn cũng từng gặp, nhưng Lâm Hồng Ngạn biết rõ hai người đó cũng chả dính dáng gì đến y thuật cao siêu cả. Chắc chắn, Hồ Đông Hải rất chắc chắn. Cô chủ nhà mình giờ đang nằm trong phòng ICU ở bệnh viện, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông, Lương Bính Thu nói chắc như đinh đóng cột, đến nhà họ Hàn tìm người ở rể kia, chỉ có cậu ấy mới có thể cứu cô chủ. Hồ Đông Hải tin tưởng, với việc này, Lương Bính Thu không dám đùa với anh. Việc này, thư ký Hồ, hay là cậu hỏi thăm lại xem, có phải là nhầm lẫn ở đâu không, nhà họ Hàn chúng tôi tổng cộng chỉ có 3 người ở rể, nhưng không có ai học y hết, Lâm Hồng Ngạn khó xử. Cũng không biết là ai nói với Hồ Đông Hải, đúng là nói đùa vớ vẩn. Mẹ, người anh ấy muốn tìm, là con, lúc này, Đinh Dũng đứng ra, từ lúc Hồ Đông Hải nói chuyện, Đinh Dũng đã đoán được đại khái, ở bệnh viện có người nói với Hồ Đông Hải về việc của anh. Cậu cút sang một bên cho tôi, đừng có mà hóng hớt vớ vẩn, Lâm Hồng Ngạn tức giận răn dậy, lúc này là lúc nào chứ, cái đồ không có mắt này, lại còn ra gây thêm phiền phức, định nịnh bợ người ta đến điên rồi sao? Người tầm cỡ như thư ký Hồ dễ nịnh bợ thế sao? Nhớ có việc gì thì cả nhà họ Hàn đều sẽ bị liên lụy. Thấy Lâm Hồng Ngạn không hề nể mặt mình, Đinh Dũng bất giác thấy không vui. Nhưng dù không vui, thì lúc này, Đinh Dũng cũng không thể cãi lại Lâm Hồng Ngạn, nếu như vậy thì cả nhà họ Hàn đều không chứa chấp anh. Hồ Đông Hải nhìn Đinh Dũng với ánh mắt hoài nghi, bà Hàn, người này là... Lâm Hồng Ngạn cười gượng, khiến thư ký Hồ chê cười rồi. Nó là thằng con rể bất tài của tôi, tên là Đinh Dũng. Con rể của bà Hàn, mắt Hồ Đông Hải chợt sáng quắc, trực giác nói cho anh ấy biết, cậu thanh niên trước mặt này chính là người anh ấy muốn tìm, cậu Đinh biết y thuật không? Biết một chút, Đinh Dũng thản nhiên nói. Cậu đang nói linh tinh gì thế? Cút vào nhà cho tôi ngay, Lâm Hồng Ngạn tức không chịu nổi, thằng vô dụng này, thế mà dám khoe khoang trước mặt người như Hồ Đông Hải, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Thư ký Hồ, cậu con rể bất tài này của tôi, đầu óc có vấn đề, cậu đừng nghe nó nói linh tinh, nó không biết y thuật gì đâu, em gái nó, giờ còn đang nằm viện kia kìa, sắp chết đến nơi rồi, Lâm Hồng Ngạn lại quay đầu vội vàng giải thích, bà ấy chỉ sợ Hồ Đông Hải tin lời Đinh Dũng nói thật, bảo Đinh Dũng đi chữa bệnh cho người ta, đến lúc đó Đinh Dũng chữa khiến người ta bệnh thêm thì cả nhà họ Hàn đều sẽ bị liên lụy. Bà Hàn, bà có lẽ hiểu nhầm cậu Đinh rồi, cậu Đinh chính là người tôi cần tìm. Hồ Đông Hải vốn còn không chắc chắn,
Đinh Dũng có phải là người mà Lương Bính Thu nói không, nhưng cậu em gái nó còn nằm viện của Lâm Hồng Ngạn lại khiến Hồ Đông Hải xác định chắc chắn, Đinh Dũng chính là người ở rể có y thuật cao siêu mà Lương Bính Thu nói. Hiểu nhầm, giờ đến lượt Lâm Hồng Ngạn kinh ngạc, nhìn dáng vẻ chắc chắn của Hồ Đông Hải, chẳng hề giống đang đùa chút nào, chẳng lẽ, đồ bất tài Đinh Dũng này biết y thuật thật. Bà Hàn, không có thời gian giải thích với bà nữa, tình trạng hiện tại của cô chủ nhà tôi rất nguy kịch, cần cậu Đinh ra tay luôn, Hồ Đông Hải nâng cổ tay lên, nhìn giờ, càng sốt ruột hơn. Đi thôi, Đinh Dũng chẳng thèm nhìn Lâm Hồng Ngạn lấy một cái, vào thẳng xe của Hồ Đông Hải. Bà Hàn, tôi xin phép, Hồ Đông Hải cũng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đến tận khi xe dần dần khuất bóng, Lâm Hồng Ngạn mới hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, thằng con rể bất tài kia của mình thế mà được thư ký của chủ tịch thành phố mời đi rồi. Sao có thể chứ, Lâm Hồng Ngạn lẩm bẩm, bà ấy biết, Đinh Dũng có chuyện gì đó mà bà ấy không biết. Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu, biểu cảm của mấy người Giả Dược Kỳ và Lương Bính Thu lại vô cùng nghiêm túc. Trên giường bệnh có một bé gái chỉ 6 tuổi đang nằm. Sắc mặt bé gái tím tái, trông rất đáng sợ. Tiến sĩ Giả, chủ nhiệm Lương, chất độc đã lan vào tim rồi, không ngăn được nữa rồi, một bác sĩ chủ nhiệm đeo kính thở dài nói, dù cô bé được đưa đến bệnh viện sau khi bị rắn chuông cắn chưa tới 10 phút, nhưng vì bệnh viện không có huyết thanh giải độc phù hợp, nên không thể khống chế hiệu quả nọc độc của rắn, liên tục khuếch tán khắp cơ thể. Mặc dù hai người Giả Dược Kỳ và Lương Bính Thu đã chung sức kéo dài thời gian khuếch tán của chất độc, nhưng điều phải đến vẫn sẽ đến. Nọc độc của rắn cuối cùng vẫn lan tới tim. Báo cho người nhà bệnh nhân, chuẩn bị hậu sự đi, Giả Dược Kỳ thở dài nói, hắn bây giờ cảm thấy lời Đinh Dũng nói, không phải không có lý, mình đúng là gà mờ, tiến sĩ y học thì sao chứ, đến cả chất độc của rắn còn con mà cũng không giải quyết được, chứ đừng nói đến bệnh lạ như Đinh Tuyết. Đợi thêm chút nữa đi, Lương Bính Thu bất giác nhìn ra ngoài phòng bệnh, không biết Hồ Đông Hải có mời được Đinh Dũng đến không, nếu Đinh Dũng đến có lẽ vẫn có một phần vạn hy vọng. Chủ nhiệm Lương, nọc độc đã lan tới tim rồi, còn đợi gì nữa, Giả Dược Kỳ mất kiên nhẫn nói, hắn giờ cũng có thành kiến với Lương Bính Thu, cảm thấy Lương Bính Thu lúc trước đã nhận ra y thuật cao siêu của Đinh Dũng, nhưng không nói với hắn, nhằm khiến hắn mất mặt. Đợi Đinh Dũng. Lương Bính Thu không thể khống chế sự nôn nóng trong lòng, nói. Đợi Đinh Dũng, hừ, chủ nhiệm Lương, ông tưởng anh ta là thần tiên đấy à? Tôi thừa nhận, anh ta có chút tài, nhưng nọc độc đã vào đến tim rồi, ông trời đến cũng vô ích thôi. Muốn đợi thì ông đợi đi, tôi đi trước, Giả Dược Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, sầm mặt rời đi. Bên ngoài phòng cấp cứu, một đôi nam nữ trung niên mặt mũi lo âu đi qua đi lại. Thấy Giả Dược Kỳ ra hai người họ vội vàng tiến lên. Bác sĩ, con bé thế nào rồi? Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi, Giả Dược Kỳ giả vờ đau buồn nói, hắn vừa từ nước ngoài về, vẫn chưa biết thân phận của người đàn ông trước mặt là người có quyền thế thứ hai ở thành phố Kim Châu, Lý Hải Dân, nếu biết, e là hắn sẽ không có thái độ thế này. Con ơi, nghe thấy tin buồn, người phụ nữ bỗng ngồi bệt xuống đất, khóc không thành tiếng. Lý Hải Dân nổi tiếng chứng trạc cũng hoảng hốt, chỉ cảm thấy đứng cũng không vững. Xin bớt đau buồn, Giả Dược Kỳ vội vàng nói một câu, rồi định xoay người rời đi, hắn không muốn chạm mặt Đinh Dũng đâu. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, Giả Dược Kỳ đi chưa được mấy bước thì Hồ Đông Hải và Đinh Dũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Mặt Giả Dược Kỳ ngay lập tức cau có, nhưng Đinh Dũng không có thời gian để ý hắn, mấy kẻ nhãi nhép như Giả Dược Kỳ lúc nào xử lý cũng được. Nhưng mạng sống của cô bé thì không thể chậm trễ dù chỉ một phút. Đinh Dũng lơ luôn Giả Dược Kỳ, đi thẳng về phía cấp cứu. Sếp, tôi đã dẫn người đến, thấy sắc mặt vợ chồng Lý Hải Dân, Hồ Đông Hải chợt thấy bất an, chẳng lẽ đã? Lý Hải Dân ngồi trên băng ghế, đôi mắt vô hồn, chẳng nhìn Đinh Dũng lấy một cái. Hồ Đông Hải thở dài, không ngờ vội vàng gấp rút như vậy vẫn đến muộn một bước. Tôi vào xem sao. Đinh Dũng cau mày, nói, mặc dù nhìn vẻ mặt của vợ chồng Lý Hải Dân, cô bé có lẽ đã chết rồi, nhưng việc gì cũng có ngộ nhỡ, không đến đường cùng thì Đinh Dũng không có thói quen sẽ bỏ cuộc. Đinh Đại Sư, cuối cùng Đại Sư cũng tới, nhìn thấy Đinh Dũng, mặt mày Lương Bính Thu hớn hở. Đinh Dũng gật đầu, đưa tay lên bắt mạch cho cô bé. Thế nào rồi, Lương Bính Thu hỏi. Lát sau, Đinh Dũng thở phào, vẫn cứu được. Đinh Đại Sư. Cậu nói thật ư, Lương Bính Thu xúc động vô cùng.
Vốn ông ấy chỉ hy vọng thử mời Đinh Dũng tới khám thôi, không ngờ Đinh Dũng lại nói cứu được thật. Mang châm tới đây, Đinh Dũng liếc Lương Bính Thu một cái. Lương Bính Thu vội vàng mang châm đã chuẩn bị sẵn tới đưa cho Đinh Dũng. Đinh Dũng cầm châm lên, hít sâu một hơi rồi bắt đầu châm cứu. Lúc này Đinh Dũng dùng cách châm cứu khác với cách châm cứu cho Đinh Tuyết. Cách châm cứu này là do anh tự nghiên cứu ra từ hơn 600 năm trước, tên là lục hợp thần châm. Lục hợp thần châm là phương pháp châm cứu mà Đinh Dũng nghiên cứu để chuyên chữa trị cho người bị rắn độc cắn, rất hữu dụng đối với việc loại bỏ nọc độc của rắn. Lương Bính Thu nhìn Đinh Dũng không chớp mắt, nhưng sau khi nhìn thấy thủ pháp của Đinh Dũng thì không khỏi nghi ngờ, đây chẳng phải là lục hợp thần châm gia truyền của sư phụ mình sao? Sao Đinh Dũng lại biết? Xin hỏi, Đinh Đại Sư đang sử dụng lục hợp thần châm ư? Lương Bính Thu không nén nổi tò mò nên hỏi. Ông biết phương pháp châm cứu này à? Lần này tới lượt Đinh Dũng kinh ngạc. 600 năm trước, anh từng dạy thủ thuật châm cứu này cho một người, chẳng lẽ Lương Bính Thu là con cháu của người đó? Lương Bính Thu gật đầu, đáp trước kia tôi từng thấy sư phụ của mình sử dụng nó. Sư phụ của ông họ Ngô phải không? Đinh Dũng hỏi. Đinh Đại Sư biết thầy tôi sao? Lương Bính Thu vô cùng ngạc nhiên. Đinh Dũng không chỉ biết lục hợp thần châm mà còn biết cả sư phụ của ông họ Ngô. Sốt của cậu ấy là ai? Đinh Dũng lắc đầu, anh không hề biết thầy của Lương Bính Thu, nhưng anh quen Ngô Trấn Bình, cụ tổ của sư phụ Lương Bính Thu. Năm ấy, sau khi Ngô Trấn Bình học được lục hợp thần châm, từng hứa với anh rằng, ông ấy sẽ chỉ dạy nó cho người nhà họ Ngô, sẽ không để lộ ra ngoài. Vì thế tới nay, người biết lục hợp thần châm ngoài Đinh Dũng ra thì chỉ có người nhà họ Ngô. Lương Bính Thu càng nghi ngờ, Ngô Cửu An từng nói lục hợp thần châm chỉ có người nhà họ Ngô mới được học. Cho dù là học trò cuối cùng của Ngô Cửu An là ông cũng không có tư cách học. Nhưng hôm nay, lại có một người đứng trước mặt ông thực hiện lục hợp thần châm. Hơn nữa, người này lại không quen Ngô Cửu An. Rốt cuộc chuyện này là sao? 5 phút sau, gương mặt nhợt nhạt của đứa trẻ dần dần trở nên hồng hào, nọc độc trong người cũng được Đinh Dũng dùng châm đẩy ra ngoài. Lương Bính Thu chứng kiến tất cả thì phục Đinh Dũng sát đất. Hôm nay Đinh Dũng lại cho ông chứng kiến cứu người chết thành người sống đích thực là như thế nào. 2 lần liên tiếp giành lại người từ tay thần chết, lần nào cũng đều vô cùng nguy kịch, thực sự không thể tin nổi. Lương Bính Thu cảm thấy cho dù là thầy của ông, vua châm cứu Ngô Cửu An có tới đây thì cũng chưa chắc làm tốt bằng Đinh Dũng. Đinh Dũng ra khỏi phòng cấp cứu, phát hiện ra Hồ Đông Hải đang an ủi 2 vợ chồng Lý Hải Dân. Đinh Dũng lắc đầu, không coi trọng mình thế thì mời mình tới đây làm gì. Con gái ông tỉnh rồi. Ông vào trong thăm cô bé đi, Đinh Dũng nhìn Lý Hải Dân một cái, nói. Cậu nói là, con bé tỉnh rồi sao? Mắt Lý Hải Dân bỗng sáng rực, xúc động ôm lấy Đinh Dũng. Vợ Lý Hải Dân, Lưu Phương cũng ngừng khóc, không dám tin rồi cứ thế nhìn Đinh Dũng. Cậu Đinh, chuyện này không đùa được đâu, Hồ Đông Hải nghiêm túc nói, sợ Đinh Dũng lấy chuyện này ra đùa. Dù sao thì vừa nãy giả Dược Kỳ cũng đã bảo 2 vợ chồng Lý Hải Dân chuẩn bị hậu sự. Đinh Dũng trợn mắt, vào trong là biết. Vừa nói xong, 2 vợ chồng Lý Hải Dân vội vàng xông vào phòng cấp cứu, Hồ Đông Hải cũng vội chạy theo. Trên giường bệnh, bé gái đã mở mắt, tuy rằng trông vẫn còn rất yếu, nhưng so với khuôn mặt tím tái đáng sợ khi nãy thì khác nhau một trời một vực. Chủ nhiệm Lương, chuyện này là thế nào, con gái tôi không phải là... Lý Hải Dân đến bây giờ vẫn không thể tin, cảm giác mọi chuyện như một giấc mơ. Lúc giả Dược Kỳ đi ra, không phải đã nói con gái không cứu được nữa sao? Chủ tịch Lý, anh phải hậu tạ cậu Đinh đây. Nếu như không có Đinh Đại Sư ra tay, thì e rằng hôm nay cô bé thật sự đi theo các cụ rồi, Lương Bính Thu cảm thán, rồi kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong, Lý Hải Dân, vợ ông ấy và cả Hồ Đông Hải đều mắt chữ O mồm chữ A. Rõ ràng là không ngờ được chuyện này lại rối rắm đến thế. Đinh Dũng có chuyên môn y học giỏi như thế mà lại là một chàng trai ở rể bị coi thường. Tiểu Hồ, mau mời cậu Đinh tới đây, Lý Hải Dân vội nói, vừa nãy tại vì giả Dược Kỳ nên ông không hề tôn trọng Đinh Dũng. Bây giờ đương nhiên cảm thấy phải bù đắp, thêm cả cảm ơn nữa. Dù sao Đinh Dũng cũng là người cứu mạng con gái ông. Hồ Đông Hải chạy ra ngoài nhưng hành lang chẳng có một bóng người. Không biết Đinh Dũng đã rời khỏi bệnh viện từ bao giờ. Chủ tịch Lý, cậu Đinh đã đi rồi. Đi rồi, Lý Hải Dân sững sờ. Sao đã đi rồi, dù sao ông cũng là chủ tịch thành phố,
sao Đinh Dũng lại không nể mặt ông thế được? Sống hơn nửa đời người rồi, lần đầu tiên Lý Hải Dân gặp người kỳ lạ như thế. Hồ Đông Hải gật đầu, cũng cảm thấy rất lạ. Bình thường không biết bao nhiêu người muốn làm quen chủ tịch Lý mà chẳng được. Hôm nay Đinh Dũng có cơ hội tốt như thế mà lại không cần. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc ai cũng sẽ nghĩ Đinh Dũng bị điên. Ha, ha, xem ra cậu Đinh là một người thú vị, Lý Hải Dân cười giòn tan. Từ câu chuyện mà Lương Bính Thu kể, có lẽ Đinh Dũng thật sự là người quái dị không tham quyền thế, không mưu cầu gì. Nếu không, với khả năng của cậu ấy, thì chẳng cần phải làm rể cho nhà họ Hàn. Nhưng điều này cũng khiến Lý Hải Dân quyết tâm kết giao với Đinh Dũng. Kiểu người thanh cao, liêm chính như cậu ấy thật sự là hiếm có trong xã hội giả dối bây giờ. Hải Dân, thế giả Dược Kỳ thì sao? Lưu Phương nhìn chồng nói. Ai cũng bảo phụ nữ hẹp hòi, giả Dược Kỳ suýt chút nữa thì làm con gái chết oan. Mối thù này Lưu Phương nhớ rồi đấy. Giả Dược Kỳ, Lý Hải Dân lẩm bẩm, trong lòng ông cũng không mấy hài lòng với giả Dược Kỳ. Theo lời kể của Lương Bính Thu, không khó để biết được giả Dược Kỳ mới từ nước ngoài về, cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Hơn thế, là một bác sĩ nhưng lại coi tính mạng bệnh nhân như trò đùa. Đúng là không biết phải nói sao. Đông Hải, gọi điện thoại cho cục trưởng Lưu của cục y tế. Bảo là tôi không muốn sau này trong hệ thống y tế của Kim Châu có người tên giả Dược Kỳ, Lý Hải Dân dặn dò. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay, Hồ Đông Hải gật đầu. Lương Bính Thu đứng bên cạnh nghe mà thầm sợ hãi. Giả Dược Kỳ ngu ngốc e là vẫn chưa biết mình đã vô tình đắc tội với ông lớn. Loại tên khỏi hệ thống y tế Kim Châu, sự trừng phạt này không phải nhẹ, ít nhất thì ở Kim Châu, giả Dược Kỳ cũng đừng mong ngóc đầu lên được. Hơn nữa Lý Hải Dân quyết định như thế e là có ý nể mặt Đinh Dũng. Đinh Dũng lúc này đã về đến nhà, hai lần châm cứu hôm nay đã hiến anh tốn không ít sức. Cho dù tính cách Đinh Dũng kiên cường thì cũng không chịu nổi. Vì thế anh chỉ tắm táp đơn giản rồi nằm lên giường và bắt đầu ngáy. Đinh Dũng bị đạp tỉnh ngủ. Tối qua mấy giờ anh về thế, gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên rất lạnh lùng, nhìn Đinh Dũng vẫn còn đang ngái ngủ nằm trên giường của mình. Hơn 2 giờ, sao thế, Đinh Dũng vò cái đầu rối bù, mới sáng sớm Hàn Phương Nhiên nổi điên gì không biết. Hàn Phương Nhiên trợn mắt nhìn Đinh Dũng, anh còn hỏi sao thế? Ai cho anh ngủ trên giường của tôi? Em là vợ anh không ngủ trên giường em chẳng lẽ ngủ trên giường người phụ nữ khác à? Đinh Dũng bị lời nói của Hàn Phương Nhiên làm cho tức cười. Nhưng Hàn Phương Nhiên nói thế anh mới nhớ ra, mình hồi trước đúng là có ngủ riêng phòng với Hàn Phương Nhiên. Nhưng tối qua về muộn, lại mệt quá nên quên luôn chuyện này. Đinh Dũng, đừng tưởng rằng anh có chút bản lĩnh mà được đằng chân lân đằng đầu. Sau này chưa có sự cho phép của tôi thì không được bước chân vào phòng tôi. Bây giờ, mời anh ra ngoài, Hàn Phương Nhiên lạnh lùng gào lên. Tuy rằng việc Đinh Dũng làm hôm qua thực sự đã vượt khỏi tưởng tượng của cô, nhưng vẫn còn kém xa so với yêu cầu của cô. Được, được, anh đi ra được chưa? Đinh Dũng gượng cười. Xuống giường, đi dép lê quay về phòng ngủ của mình. Ai ngờ anh vừa mới đặt lưng chưa được 10 phút, Hàn Phương Nhiên lại đi vào. Đừng ngủ nữa. Dậy đi, mau đi mua thức ăn về nấu cơm, Hàn Phương Nhiên dựa người vào cửa, mặt không cảm xúc nói với Đinh Dũng. Đinh Dũng hơi bất lực dụi mắt, xem ra hôm nay muốn ngủ ngon cũng không được rồi. Rửa mặt xong, Đinh Dũng lái xe điện đi chợ. Bởi vì bình thường hay đi chợ nên rất nhiều người ở chợ biết Đinh Dũng. Vừa thấy Đinh Dũng, bao nhiêu chủ sạp hàng đều nhiệt tình chào hỏi. Đinh Dũng cũng cười đáp lại từng người một. Sống hơn 5.000 năm nhưng đúng thật đây là lần đầu tiên anh đi chợ. Lát sau, Đinh Dũng đã mua xong những thứ mà Hàn Phương Nhiên yêu cầu, lên xe điện chuẩn bị đi về. Cùng lúc đó, ở biệt thự Hương Sơn, cổng lớn nhà họ Hàn lại vô cùng náo nhiệt. Một chiếc Lamborghini mới toanh màu đỏ, cùng với 999 đóa hoa hồng xếp hình trái tim to ạch, rõ ràng là chuẩn bị để cầu hôn. Trên thực tế đúng là đang cầu hôn. Hơn nữa người cầu hôn và người được cầu hôn đều là nhân vật có tiếng tăm ở Kim Châu. Người đàn ông mặc bộ vest màu trắng quỳ một gối dưới đất là Viên Thiếu Khang, cậu chủ của bất động sản Âu Hào. Người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt lạnh nhạt đứng trước mặt Viên Thiếu Khang là Hàn Phương Nhiên, vợ của Đinh Dũng. Lúc này hai tay Viên Thiếu Khang cầm một chiếc nhẫn kim cương đính pha lê, nói với vẻ đầy chân tình, Phương Nhiên, lấy anh nhé, thằng vô dụng như Đinh Dũng không xứng với em,
chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Hàn Phương Nhiên lùi về phía sau một bước, sau đó lạnh lùng nhìn Viên Thiếu Khang và nói, Viên Thiếu Khang, tôi nói lại một lần nữa, cho dù Đinh Dũng vô dụng thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn với anh ấy, tôi khuyên anh hãy sớm từ bỏ suy nghĩ này đi. Phương Nhiên, việc gì em phải như vậy chứ? Cuộc đời em còn rất dài, không cần thiết phải lãng phí thời gian cho kẻ vô dụng như tên Đinh Dũng kia. Em thử hỏi lòng mình xem, khi ở bên cạnh Đinh Dũng, anh ta đã khiến em vui vẻ bao giờ chưa? Viên Thiếu Khang thở dài, hắn ta thật sự thích Hàn Phương Nhiên, nếu không thì sao một cậu chủ tập đoàn trị giá hàng chục tỷ như hắn ta sao lại muốn lấy một người phụ nữ đã kết hôn chứ? Câu này của Viên Thiếu Khang đã nói trúng tim đen của Hàn Phương Nhiên. Đúng là trong một năm ở bên cạnh Đinh Dũng, cô rất ít khi cười, thậm chí cả nhà họ Hàn phải chịu không ít lời chỉ trích vì Đinh Dũng. Thấy Hàn Phương Nhiên hơi dao động, trên mặt Viên Thiếu Khang bất giác xuất hiện vẻ vui mừng, hắn ta tiếp tục khuyên nhủ, Phương Nhiên, em không suy nghĩ cho bản thân cũng phải suy nghĩ cho bác trai bác gái. Hai bác nuôi em khôn lớn cũng không dễ dàng gì, bây giờ vốn dĩ hai bác phải an hưởng tuổi già, nhưng vì Đinh Dũng không có tiền đồ, hai bác đi đâu cũng mất hết thể diện. Em nhẫn tâm nhìn hai bác như vậy sao? Nhìn Viên Thiếu Khang tràn đầy chân tình, Lâm Hồng Ngạn liền cảm thấy hài lòng, cho dù nhìn từ mặt nào, Viên Thiếu Khang đều là sự lựa chọn tốt nhất, tài sản của gia đình hắn ta trị giá bạc tỷ, lại ân cần, quan trọng hơn là Viên Thiếu Khang thật sự thích Hàn Phương Nhiên, còn không để ý đến chuyện Hàn Phương Nhiên đã kết hôn, con rể như thế này, có thắp đèn lồng lên cũng không tìm được. So với Viên Thiếu Khang, Đinh Dũng giống như con cóc trong cống rãnh. Thật sự là chẳng ra làm sao. Lâm Hồng Ngạn xúc động, còn muốn nhận lời thay cho Hàn Phương Nhiên. Phương Nhiên, Đinh Dũng và em chỉ là một vở hài kịch, anh và em mới là trời sinh một đôi, Viên Thiếu Khang tận tình khuyên bảo, nói xong hắn ta lại chỉ về phía chiếc xe Lamborghini màu đỏ tươi ở phía sau. Phương Nhiên, em nhìn thấy chiếc xe Lamborghini ở phía sau này chưa? Anh mua nó vì em, chỉ cần em đồng ý lấy anh. Anh sẽ bảo bố anh tặng cho bác trai bác gái ba căn biệt thự ở Ngự Cảnh Uyển làm xính lễ. Ba căn biệt thự ở Ngự Cảnh Uyển. Nghe thấy Viên Thiếu Khang nói như vậy, Lâm Hồng Ngạn trợn tròn mắt. Ngự Cảnh Uyển là khu dân cư cao cấp không kém gì so với biệt thự Hương Sơn, chọn đại một căn biệt thự, giá cũng hơn chục triệu nhân dân tệ rồi, ba căn biệt thự là hơn 30 triệu nhân dân tệ đấy. Không chỉ Lâm Hồng Ngạn động lòng, mà trên mặt không ít chủ hộ trong khu dân cư đang hóng chuyện lúc này cũng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Bọn họ chưa gặp cảnh này bao giờ, vì cưới một người phụ nữ mà lấy một chiếc xe Lamborghini làm tiền biếu, tặng ba căn biệt thự làm xính lễ, số Hàn Phương Nhiên sao mà tốt thế, sao lại được nhiều người giàu có thích như vậy. Lúc này, Đinh Dũng đi xe điện thong thả về nhà. Từ chỗ xa tít tắp, Đinh Dũng đã nhìn thấy đám người vây quanh cửa nhà mình, khi lại gần nghe ngóng. Mặt anh lập tức sầm lại. Có phải não Hàn Phương Nhiên bị úng nước rồi không? Chuyện này còn phải suy nghĩ à? So với con nhà giàu như Viên Thiếu Khang, Đinh Dũng chỉ là một bãi phân chó. Không, còn không bằng một bãi phân chó, ít nhất là không phải ai cũng muốn dẫm phải phân chó. Đúng vậy, một chiếc xe Lamborghini, ba căn biệt thự, nếu tôi là Hàn Phương Nhiên, hôm nay tôi sẽ nhận lời gả cho Viên Thiếu Khang. Hai người phụ trang điểm đậm đang bàn tán một cách không hề kiêng kỵ, hoàn toàn không phát hiện ra cái người không bằng phân chó kia đã đứng ở phía sau bọn họ. Nhưng lúc này Đinh Dũng cũng giận sôi tiết, anh chỉ mới ra ngoài mua chút đồ thôi mà đã có người chạy đến nhà anh, muốn đập chậu cướp hoa, cướp vợ anh, hắn ta tưởng Đinh Dũng là quả hồng mềm, muốn bóp là bóp hả? Tránh ra, để tôi vào, Đinh Dũng bực bội nói. Đám người tự động nhường đường, sau đó Đinh Dũng ngồi lên xe điện. Anh vặn mạnh tay lái, chiếc xe điện lao về phía Viên Thiếu Khang giống như mũi tên bắn ra khỏi cung tên. Lúc này Viên Thiếu Khang đang quỳ nửa gối trước mặt Hàn Phương Nhiên vẫn chưa biết chuyện Đinh Dũng đã đến phía sau hắn ta, hơn nữa còn đi một chiếc xe điện đâm vào hắn ta. Phương Nhiên, Viên Thiếu Khang còn muốn nói tiếp thì đột nhiên hắn ta cảm thấy sự bất thường phía sau mình. Đinh Dũng lái xe điện, đâm thẳng vào trái tim màu đỏ xếp từ 999 bông hoa hồng. Sau đó không hề do dự đâm Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Khang quay đầu, khi nhìn thấy chiếc xe điện của Đinh Dũng lao về phía mình giống như ngựa hoang bị tuột dây cương, hắn ta lập tức sợ đến mức hồn phách lên mây, sau đó vô thức trốn về phía sau. Nhưng Đinh Dũng lại cười khẩy, anh nắm tay lái, bóp mạnh phanh xe, thực hiện một cú vẩy đuôi xe đẹp mặt trước mặt mọi người. Rầm,
Đuôi xe điện của Đinh Dũng đập trúng Viên Thiếu Khang làm hắn ta bay ra ngoài giống như quả bóng. Viên Thiếu Khang bị va mạnh đến mức xây sầm mặt mày, hắn ta cảm giác cả người như rụng rời. Đinh Dũng, anh, Viên Thiếu Khang vừa định mở miệng mắng nhưng Đinh Dũng đã đến trước mặt hắn ta. Một giây sau, Viên Thiếu Khang cảm thấy cổ mình bị thiết chặt, tiếp theo Đinh Dũng tóm lấy cổ áo sau và xách hắn ta lên giống như xách gà con. Danh con, mày cũng to gan nhỉ, dám tán tỉnh vợ tao, Đinh Dũng hung hăng lên tiếng, anh thật sự không ngờ được, Viên Thiếu Khang lại không coi ai ra gì đến mức này. Anh còn chưa ly hôn với Hàn Phương Nhiên đã dám chạy đến cửa nhà anh cầu hôn cô ấy, thật sự là không coi anh ra gì. Nhìn ánh mắt hung ác của Đinh Dũng, Viên Thiếu Khang bất giác run lên, sao cái thằng vô dụng này lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Ngữ khí của hắn ta bất giác trở nên mềm mỏng, Đinh Dũng, tôi thật sự thích Phương Nhiên, tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh. Cạnh tranh con mẹ nhà mày, Đinh Dũng không nhịn được mắng, đầu óc thằng này toàn phân à. Hàn Phương Nhiên đã kết hôn với ông đây một năm rồi, lúc này mày còn nhắc đến cạnh tranh với ông. Có gì bình tĩnh nói, anh đừng có mắng người khác. Mắng người, Đinh Dũng cười lạnh một tiếng, hôm nay ông đây không chỉ muốn mắng người mà còn muốn đánh người. Sau khi nói xong, Đinh Dũng đạp Viên Thiếu Khang ngã xuống đất. Có người đánh tôi, có người đánh tôi, người đâu, Viên Thiếu Khang lập tức luống cuống. Hôm nay hắn ta ra ngoài không dẫn vệ sĩ theo, bình thường hắn ta dùng hết khả năng của mình vào việc đấu khẩu, còn khả năng đánh nhau với người ta lại rất yếu, đánh nhau với Đinh Dũng, hắn ta còn chẳng dám nghĩ đến. Gọi đi, mày có gọi rách hỏng cũng không có ai đến cứu mày đâu, Đinh Dũng cười hì hì, anh xắn tay áo lên, lại đá một cái vào mông Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Khang thảm thiết kêu lên, sau đó hắn ta trốn vào sau Lâm Hồng Ngạn. Bác gái, cứu cháu. Mặt Lâm Hồng Ngạn u ám đến mức đáng sợ, vừa nãy bà ta còn cảm thấy Viên Thiếu Khang là một chàng rể không tồi, nhưng trong chớp mắt, biểu hiện của hắn ta làm Lâm Hồng Ngạn không thể tin được, làm gì có người đàn ông nào bị người khác đánh lại trốn phía sau phụ nữ cầu cứu chứ. Đinh Dũng, cậu muốn làm gì, nếu cậu Viên bị thương thì thằng vô dụng là cậu chết là cái chắc, đừng làm liên lụy đến chúng tôi, Lâm Hồng Ngạn vội vàng lên tiếng, còn bảo vệ Viên Thiếu Khang ở phía sau. Thấy Lâm Hồng Ngạn giúp mình, Viên Thiếu Khang bất giác đắc ý nhìn Đinh Dũng, ý tứ rất rõ ràng, mẹ vợ anh còn giúp tôi, anh lấy cái gì đấu với tôi? Mẹ làm như vậy là có ý gì? Người khác sắp làm một bãi lên đầu con rồi, con còn không được phản kháng sao? Khuôn mặt Đinh Dũng lạnh lẽo đến mức đáng sợ, bình thường Lâm Hồng Ngạn có thể mắng anh là đồ vô dụng, anh có thể không để bụng, vì dù sao anh và bà ta cũng là người một nhà. Nhưng bây giờ Lâm Hồng Ngạn lại giúp một người ngoài theo đuổi vợ anh trước mặt anh, sao anh có thể chịu đựng được chứ? Trong mắt Lâm Hồng Ngạn thoáng qua nét khác thường, thằng vô dụng này thế mà dám cãi lại. Nhưng dù thấy lạ thế nào thì lúc này vẫn phải giữ vững sự uy nghiêm. Lâm Hồng Ngạn nhìn Đinh Dũng một cái, bình tĩnh nói, tôi có ý gì? Chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao? Thiếu Khang là con cái nhà quyền quý, không phải là người mà một kẻ vô dụng như cậu có thể đắc tội được. Hơn nữa cậu ấy có thể mang lại hạnh phúc cho Phương Nhiên, còn cậu không thể. Tôi khuyên cậu nên buông tha cho Phương Nhiên sớm đi, đừng làm lỡ giờ hạnh phúc của con bé, cũng đừng hại nhà chúng tôi, Lâm Hồng Ngạn chỉ vào Đinh Dũng rồi hét lên. Bà ta đã muốn Đinh Dũng và Phương Nhiên ly hôn lâu rồi, nhưng ngày trước mãi chẳng có lý do thích đáng, lần này nhân dịp Viên Thiếu Khang cầu hôn cô ấy, bà ta kiểu gì cũng phải nắm chắc cơ hội, đá Đinh Dũng đi, ôm chắc cái cây lớn nhà họ Viên này. Hừ, hạnh phúc mà mẹ nói, chỉ cái này sao, Đinh Dũng cười tự giễu, chỉ chiếc Lamborghini màu đỏ chót đỗ ở vệ đường. Sắc mặt Lâm Hồng Ngạn thay đổi, bà ta cũng không phủ nhận và lại nói với Hàn Phương Nhiên. Phương Nhiên, lần này con phải nghe lời mẹ, ly hôn với Đinh Dũng, sống với thằng vô dụng này, các con sẽ không có kết quả tốt đâu, hiếm lắm cậu Viên mới thích con như vậy, chỉ có cậu Viên mới là hạnh phúc cả đời này của con. Biểu hiện của Lâm Hồng Ngạn khiến lòng Đinh Dũng nguội lạnh, anh hiểu ra rồi, dù anh cố gắng thế nào, trong mắt mẹ vợ Lâm Hồng Ngạn, anh mãi mãi không xứng làm con rể nhà họ Hàn, Viên Thiếu Khang với giá trị con người lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ mới là ứng cử viên sáng giá nhất. Lúc anh đang nghĩ trả hết tiền nợ nhà họ Hàn, thì cánh tay anh đột nhiên bị Hàn Phương Nhiên nắm. Mẹ, con không ly hôn với Đinh Dũng đâu, vẻ mặt Hàn Phương Nhiên bình tĩnh, cứ như đang nói một việc còn con chẳng liên quan đến mình. Nếu hôn nhân của chúng con là do ông trời xếp đặt, vậy chúng con phải chấp nhận, dù anh ấy có vô dụng thế nào,
tương lai có ra sao, con cũng sẽ không ly hôn với anh ấy. Hơn nữa mấy năm qua anh ấy đã vì con làm rất nhiều việc, dù chỉ là một con chó thì cũng có cảm tình chứ. Nhiên Nhiên, con, sao con ngốc vậy, thằng vô dụng như Đinh Dũng chỉ hại con thôi, Lâm Hồng Ngạn biến sắc, đã đến nước này mà con gái mình tại sao vẫn ngốc thế chứ? Đinh Dũng chết tiệt này, đều tại nó, hại con gái mình. Trong lòng Lâm Hồng Ngạn, đã ghi hận Đinh Dũng. Mà Viên Thiếu Khang ở phía sau Lâm Hồng Ngạn, thì lúc này trong mắt cũng bùng lên lửa giận, sắc mặt xanh mét. Tại sao, rốt cuộc là tại sao, hắn ta có gì không bằng Đinh Dũng chứ? Mẹ, đừng nói nữa, con tin sau này Đinh Dũng sẽ mang lại hạnh phúc cho con, giọng Hàn Phương Nhiên vẫn bình thản, nhưng Đinh Dũng lại cảm nhận rõ ràng, bàn tay nhỏ nhắn của Hàn Phương Nhiên run lên một cái. Tâm trạng Đinh Dũng rối bời, anh không thể ngờ được trong lòng Hàn Phương Nhiên, lại vẫn tin tưởng mình. Nếu em đã tin anh thì từ giờ về sau, anh sẽ không khiến em thất vọng nữa. Anh Đinh Dũng chắc chắn sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Khiến tất cả những người khinh thường em đều phải hối hận. Đinh Dũng, anh còn quá trẻ, anh nghĩ về thế giới này quá đơn giản. Hàn Phương Nhiên, em sẽ hối hận. Việc đã đến nước này, Viên Thiếu Khang cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở đây nữa, đường đường là thiếu gia nhà họ Viên, thế mà lại không tranh được với một thằng đi ở rể vô dụng, nếu bị đồn ra ngoài thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Sau khi nói xong, Viên Thiếu Khang chui luôn vào chiếc Ferrari không ngoảnh đầu lại, nghênh ngang rời đi. Giờ con hài lòng chưa? Lâm Hồng Ngạn nhìn Hàn Phương Nhiên với ánh mắt thất vọng, chân thành nói, Phương Nhiên, con phải hiểu, đắc tội với Viên Thiếu Khang, thì nhà họ Hàn chúng ta không thể đứng vững ở Kim Châu. Cậu ấy chỉ cần nói một câu, thì lễ mở thầu tối nay sẽ không có một công ty bất động sản nào dám nhận đơn hàng của nhà họ Hàn chúng ta. Hàn Phương Nhiên nhếch mày, ngắt lời, mẹ, việc về lễ mở thầu con sẽ nghĩ cách, mẹ đừng lo nữa. Nghĩ cách, con có thể nghĩ được cách gì? Viên Thiếu Khang là thiếu gia của bất động sản Âu Hào, bất động sản Âu Hào lại là công ty bất động sản lớn nhất Kim Châu chúng ta. Con nghĩ công ty bất động sản nào dám mạo hiểm đắc tội Viên Thiếu Khang để giúp con, Lâm Hồng Ngạn nói nghiêm khắc. Phương Nhiên, nghe mẹ khuyên một câu, nhân lúc Viên Thiếu Khang còn chưa đi xa, con mau đuổi theo đi, xin lỗi người ta, đợi qua lễ mở thầu rồi, con muốn làm thế nào mẹ cũng không cản con, Lâm Hồng Ngạn dịu dàng khuyên nhủ. Nhưng thái độ của Hàn Phương Nhiên lại rất kiên quyết, cô ấy lắc đầu, nói, mẹ, con không thể xin lỗi anh ta được, con thà để công ty phá sản còn hơn. Công ty phá sản rồi, ai nuôi sống cả nhà chúng ta? Nó à, Lâm Hồng Ngạn chỉ vào Đinh Dũng, tức giận nói. Hàn Phương Nhiên bặm môi, không nói nữa, thực ra vừa nãy đắc tội với Vương Thiếu Khang đúng là một lựa chọn không sáng suốt, nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy vẻ mặt tự giễu của Đinh Dũng, tim cô ấy lại giật thót một cái. Đinh Dũng cũng cau mày, anh không ngờ lai lịch của Viên Thiếu Khang lại lớn đến thế. Hắn lại là con trai của Viên Thiên Hàng ông trùm bất động sản Kim Châu. Mà Hàn Phương Nhiên lại kinh doanh một công ty nội thất, công ty thế này phải nhìn thái độ của các công ty bất động sản để làm việc, người ta gật đầu, bạn mới có việc để làm. Đắc tội với Viên Thiếu Khang, cũng có nghĩa là công ty của Hàn Phương Nhiên sau này sẽ đối mặt cảnh không có khách và đơn hàng. Lễ mở thầu buổi tối anh đi với em, Đinh Dũng thở dài nói, nếu việc này vì anh mà xảy ra thì anh phải giải quyết. Cậu đi làm gì, nhắc cho Viên Thiếu Khang nhớ cậu là con rể nhà họ Hàn chúng tôi, ban ngày vừa đánh cậu ấy, Lâm Hồng Ngạn mỉa mai một câu, nếu không có Đinh Dũng, thì việc hôm nay chắc chắn sẽ không thành thế này, ít nhất Viên Thiếu Khang sẽ không hận nhà họ Hàn. Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh là được, Hàn Phương Nhiên nhăn cặp lông mày lá liễu rồi lên tiếng nói. Đúng là thế, Đinh Dũng nếu đi nữa, thì việc này sẽ chẳng còn cơ hội để xoay chuyển. Đinh Dũng mấp máy môi. Vẫn muốn nói gì đó, nhưng Hàn Phương Nhiên đã vào phòng rồi. Một lúc sau, Đinh Dũng gượng cười, lấy điện thoại ra. Cùng lúc đó, Lâm Châu, thủ phủ của tỉnh Giang Nam. Trên núi Long Hồ, trong một trang viên tư nhân rộng gần 1000 m². Một ông lão ăn mặc như nông dân đang khom lưng, cuốc đất, dưới chân ông lão là một vườn rau, trồng đủ các loại rau củ. Bên cạnh vườn rau, thì có một nhóm nam thanh nữ tú mặc hàng hiệu. Vẻ mặt cung kính, đám thanh niên nam nữ này ai ai cũng là anh tài tuấn kiệt như Kim Thư Nhã tiểu thiên hậu của giới giải trí. Kim Đông Hồng nhân tài kiệt xuất giới kinh doanh, thiếu tá Kim Đông Chiết của quân khu Nam Đô. Họ đều họ Kim.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.